Mở đầu phim là trận đấu tham dự giải cao trung toàn quốc. Thiền đạo Ioi Chi Iraji đang giữ bóng, đối diện với trực tiếp với thủ môn, Iraji chọn truyền bóng cho đồng đội thay vì tự dứt điểm. Kết quả bóng đập cột dọc, nhân cơ hội đó, đội bạn bắt đầu phản công. Rất nhanh tỷ số đã là 2 không nghiêng về tim bạn. Kết quả là đội bóng của Izahi đã thất bại trong giải cao trung toàn quốc. Tâm điểm của trận đấu là tiền đạo Kira, cậu ta đang được phỏng vấn sau khi giành được hai bàn thắng. Huấn luyện viên chia buồn với các tuyển thủ, ông ta và các đồng đội của Izagi khóc không hết nước mắt nhưng anh vẫn cố kìm nén. Trên đường trở về nhà, Iragi đã rất buồn vì bản thân có lẽ sẽ phải dừng ước mơ lại. Nguyện vọng giành được chức vô dịch World Cup chắc chỉ là giấc mơ. Nếu như Izagi dứt điểm thay vì truyền bóng thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Càng nghĩ lại càng buồn, Izagi hét lớn giải tỏa căng thẳng, những giọt nước mắt đã lăn dài xuống má. Izagi về tới nhà, mẹ cậu đã đứng chờ và hỏi kết quả trận đấu. Izaji buồn bã đáp rằng đội của mình đã thua SML. Mẹ cậu mang ra giấy mời từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Có lẽ đây là tin vui nhất đối với cậu. Sáng hôm sau Izaji theo địa chỉ và đã đi tới cổng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Ở đây cậu gặp Kira, MTB của trận đấu lần trước. Cả hai đã làm quen và cùng nhau vào bên trong hội trường. Một số gương mặt quen thuộc như Okawa, ác chủ bài của Seno. Hai Messi của Aomori, Nishoka cũng có mặt ở đây. Tất cả những người có mặt ở đây đều là tiền đạo. Ego Jinpachi, người đã tuyển chọn 300 tiền đạo từ những viên ngọc thô trên khắp đất nước Nhật Bản. Anh ta cũng là người được thuê để đưa Nhật Bản giành chức vô địch World Cup. Anh ta cũng nói thẳng để bóng đá Nhật Bản có thể vô địch thì cần đào tạo một tiền đạo xuất sắc mang tích cánh mạng. Ego Jinpachi sẽ tiến hành sàng lọc chọn ra một tiền đạo xuất sắc nhất từ 300 người ở đây. Vì thế Blue Lock được dựng lên để huấn luyện bọn họ sẽ trở thành người giỏi nhất tức là họ sẽ phải sống sót và đạp trên đầu 299 kẻ khác để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất. Dứt câu ở bên dưới đã có tiếng xì si xào. Kira đã lên tiếng không đồng ý với điều mà Ego vừa nói. Nếu thế thì họ sẽ phải vứt bỏ đội bóng cũ của mình, bỏ luôn cả giải quốc gia. Các tiền đạo khác cũng đồng tình với Kira, họ phản đối với quyết định mà Ego đề ra. Jinpachi thẳng thắn bảo đứa nào mà không thích có thể cút đi về cái giải ao làng của mình mà chơi. Ở đây anh ta chỉ đào tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới để giành vô dịch World Cup mà thôi. Còn những thành phần nào muốn vô địch giải giải rách đấy thì mời về. Ego cũng kể ra thiếu sót khiến nền bóng đá của cái đất nước này dù qua bao nhiêu năm vẫn còn non nớt, đó là thiếu tiền đạo xuất sắc. Bóng đá là bộ môn thể thao mà ta phải ghi nhiều bàn hơn đối phương, thế là đủ. Kira lại phản biện, trong giới đá bóng nước nào thì có một số tiền bối mà anh ta học hỏi mới có Kira ngày hôm nay. Ego mỉa mai là họ là lũ không giành được chức vô địch World Cup ấy ư? Đó là lý do khiến họ trở thành số một và ngay tại đây Ego sẽ huấn luyện bọn họ thành người như vậy. Hình dung nếu như trong trận chung kết thế giới nếu đang giữ bóng đối diện 1-1 một một với thủ môn nếu chỉ khao khát cái tôi điên loạn chỉ muốn được dứt điểm thay vì truyền cho đồng đội thì hãy tiến về phía trước. Hoàn cảnh này không khác tí nào trong trận đấu lần trước. Y gì đã bị thao túng tâm lý là người đầu tiên chạy trước. Sau đó là hiệu ứng phong trào, cả 299 người còn lại cũng lao theo. Mọi người được di chuyển tới Blue Lock bằng xe ô tô. Thứ hạng của Izaji là 299, đúng là người từ đáy xã hội đi lên, mỗi tội không có 400 triệu. Tới phòng tập 10, nơi được phân chia theo cấp bậc mà Z là thấp nhất. 11 người đồng đội mới đã có mặt hết ở đây và đang chuẩn bị cho bài tập. Phòng này có mấy thằng chơi kẹo nên có chút bất thường. Thằng đầu sư cọ này là Igarashi Gurimu, con của thầy chùa không thích đọc kinh nhưng khoái đá bóng. Cậu ta là người có SOS hạng cao nhất từ dưới lên trên. Ego thông qua màn hình lớn thông báo đã tới giờ thi bài thi đầu vào. Một đội sẽ được lập từ những thành viên có chỉ số xem xem nhau. Bài thi đầu tiên là bài thi ai sẽ trở thành rắc 5 triệu, thời hạn 136 giây. Đến khi kết thúc người nào bị bóng chạm cuối cùng thì sẽ trở thành rắc và thay vì nhận 5 triệu trợ cấp thì còn cái nịt. Tuyệt đối cấm dùng tay, đầu sư cọ đã cầm bóng, tuy gầy gò ốm yếu nhưng cộng thêm cái ngáo đá nữa. Gurimu đã dê bóng tìm các con mồi, pha bóng đầu tiên đã méo chúng. Bóng đã lăn tới chỗ thanh niên đang ngủ, thất tình mà gặp thằng sư cọ nên anh ta cho hắn ăn cái gót chân đẩy yêu thương. Tóc cam thấy vậy liền ra giảng đạo lý cách làm một SAD boy cho cậu ta nghe, kết quả bị đầu sư cọ cho ăn một bóng. Kurigami đã nóng hổi vừa thổi vừa ăn đá bóng về phía sư cọ, cậu ta lấy Izaji làm bia đỡ khiến cậu thấy tổ tiên luôn. Còn có một phút, Irazi đã phản công, tuy nhiên thể chất mọi người hơn cậu rất nhiều. Thế thì cứ nhắm thẳng yếu nhất là được. Hai anh nên ngái ngủ đã chủ động giữ Kunigami lại, kết quả bị anh ném bay tới chỗ sư cọ làm cậu ta bị bong ngân Nhìn thấy con mồi phía trước, Irazi đứng giữa ranh giới một là mình mất cơ hội hai là phá hủy ước cơ của cái khác. Irazi không thể làm được, anh muốn khiêu chiến kẻ mạnh hơn nên đã đổi mục tiêu. Bà Chira thấy thích cách chơi này nên đã cướp lấy bóng tiến tới chỗ Kira. Cậu ta đã tiến tới, tấn công liên tục tuy nhiên Kira đã chạy thoát được. Bóng bật ngược lại, bà Chira đã nêu bóng lên cao, bóng bay tới phía Izaji. Bản năng vô cực xuất hiện, Izaji dứt điểm thẳng mặt Kira và chiến thắng. Tại liên đoàn bóng đá Nhật Bản, một thành viên mới tên là Terry Anri phản đối về cách đào tạo cầu thủ trẻ nước nhà. Nếu thế thì Nhật Bản sẽ không thể vô địch World Cup được cố vấn của liên đoàn bóng đá lại không cho là vậy, chỉ coi bóng đá là kinh doanh. Đối với cô vô địch World Cup là ước mơ cả đời, để làm được điều này cô cần những thế hệ trẻ đầy tiềm năng chứng minh cho thế giới thấy bóng đá Nhật Bản cũng vô cùng lớn mạnh. Quay trở về với bài thi đầu vào, bóng đã chạm Kira, thời gian đã kết thúc, Ego đã loại Kira ra khỏi Blue Lock. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, thêm vào đó là cơ hội vào chuyên đã bị dập tắt nên Kira đã phản đối vô cùng, cho rằng nó không liên quan tới đá bóng. Ego bắt đầu giải thích căn phòng luyện tập này có kích cỡ giống với vùng cấm địa trong đá bóng. Hơn 75% bàn thắng được ghi trong khu vực này, người không làm được việc này thì không có tài năng của một tiền đạo. Cái mà Ego muốn đào tạo là khả năng cảm giác với người khác, chiến thuật, vị trí đối với những người chạy. Đối với bên đổi thì cá nhân đó cần dễ bóng chính xác và chất lượng của những pha dứt điểm và mục tiêu đang di chuyển. Đó là mục đích thật sự, Kira bao biện thời gian ngắn vậy chỉ 2 phút thì làm sao mà nhận ra được. Ego giải thích thêm mỗi cầu thủ có thời gian giữ bóng trung bình là 136 giây với khoảng thời gian ấy thì cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Thay vào đó nếu phản xạ kịp, sau khi chúng bóng Kira hoàn toàn có thể đá về phía đầu sư cọ trong một giây cuối ấy, Kira đã bị loại, hắn ta trở nên điên loạn, là hết ẩm ý, với bản mặt lờ đầy cam hẫn mà rời đi. gì đã trực tiếp phá hủy ước mơ của người khác vậy mà lại vô cùng hưng phấn như mấy thằng uống Coca-Cola Pepsi. Đây cũng là thứ mà ego muốn mọi người khắc sâu vào tâm trí. Sau mỗi lần tận hưởng niềm vui đó, cái tôi trong người sẽ lớn thêm, chả mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Ego thông báo những người ở lại đã đỗ bài thi đầu vào, số người vừa đủ 11 người nên sẽ lập thành một đội bóng, 11 người vừa hợp tác vừa là đối thủ của nhau. Đội này tên là đội Z của Blue Lock. Ngày thứ ba tại ký túc, mọi người bắt đầu luyện tập thể lực bằng cách nâng tạ, nhảy dây, chạy bộ bằng máy luyện tập thể chất của mọi người hầu như là đều hơn hẳn y ra gì. Tùy theo xếp hạng mà thức ăn cũng khác nhau. Đại xã hội thì ăn củ cải muối với đậu lên men, cao hơn tí thì có thêm vài món thịt, nhìn cũng hấp dẫn phết. Cơm cháo thế này thì ăn cả tháng chắc chết mất. Có đứa còn chơi trò trộm đồ ăn của nhau, đầu sư cọ sợ bị ăn trộm mất mấy miếng củ cái muối nên đã bảo vệ bát cơm của mình. Tới đến, tại ký túc xá, mọi người ngủ say thì Izaji vẫn không ngủ được. Nghĩ tới mọi chuyện xảy ra thì Izaji nghĩ mình cần luyện tập nếu không sớm muộn gì cũng bị loại. Cậu gặp bà Chira cũng đang muốn luyện tập. Cả hai thay quần áo, giãn cơ các kiểu con đà điều. Izaji hỏi lý do tại sao cậu ta lại truyền bóng cho mình. Lỡ như Izaji không sút mà tránh đi thì người bị loại sẽ là bà Chira. Cậu ta nói rằng trong bản thân mình có quái vật trong trận đấu giải quốc gia và Chira đã thất bại vì không thể tìm cho mình một kẻ xứng tầm để truyền bóng. Cứ mỗi khi chơi bóng con quái vật ấy lại xuất hiện, chỉ hướng cho Hà chơi bóng. Nghe cứ như mấy thằng ảo tưởng sức mạnh sở hữu nhân cách thứ hai vậy. Trong bài thi đầu vào, nó cũng xuất hiện và thôi thúc cậu truyền bóng cho Izaji bởi trong cậu ta cũng có quái vật. Mà người tung cú sút bóng ấy lại như một nhân cách khác trong Izaji. Cậu cũng muốn làm rõ chân tướng con quái vật đó trong mình bởi đó có thể là chìa khóa giúp Izazi có thể sống sót ở Blue Lock. Hachira đang tâng bóng, miệng không ngừng kể về những quái vật trong Ronaldo và Messi, Neymar. Mọi thứ hạng đã được thay đổi, qua loa, người giám sát đã thông báo bài kiểm tra thể lực đã xong mời về phòng để kiểm tra thứ hạng. Thứ hạng của mọi người đều đã thay đổi. Sư cọ từ 300 lên 275, gì cũng tăng lên 274. Thứ hạng của mọi người tăng lên bởi vì bài kiểm tra đầu tiên đã loại được 25 người. Số còn lại là 275 vừa khít 25 đội bóng chia đều cho 5 khu vực. Còn những ai ở vị trí cao thì nhận được đào tạo tốt hơn. Ở một nơi khác, tiền vệ thiên tài Aitoshi Se đã gia nhập tổ chức Les Horn, nơi đào tạo các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên vì cậu ta chưa đủ 18 tuổi nên không được nhận. Aitoshi được mời chơi ở giải quốc gia nhưng cậu ta không đồng ý, thà chơi với lũ sinh viên Đức còn hơn đá giải quốc gia. Một trong 11 cầu thủ trẻ được đánh giá giỏi nhất thế giới, ước mơ của cậu là được chiến thắng Cúp C1 nên không có hứng thú với giải quốc gia. Cố vấn bắt đầu giới thiệu tới dự án Blue Lock, bên dưới phóng viên đang ra sức câu thông tin từ ông ta. Khi được hỏi tới việc sẵn sàng hủy hoại cuộc đời 299 người khác hay sao, buổi tuyển chọn đầu tiên sẽ là 55 người ở khu 5, chỉ hai đội tồn tại cuối cùng mới có cơ hội bước vào vòng tuyển chọn thứ hai, một trận đấu sinh tồn. Nghĩa là 11 tiền đạo ở đây sẽ phải chia nhau ra làm thủ môn, hậu vệ trung vệ, tiền vệ và tiền đạo. Cái tình hình trước giờ chưa hề diễn ra trong tiền lệ khiến việc chia người vô cùng khó khăn. Ego sẽ xây dựng lại từ con số không trong đầu các tiền đạo đang có mặt ở Blue Lock bằng cách cho họ chơi bóng với đúng nghĩa bản chất ban đầu của bóng đá. 100% là tiền đạo. Bên này, Anri cũng đưa ra các lập luận dẫn chứng về nền bóng đá của đất nước đang còn thiếu một bước nữa. Y ra gì đang phải chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Vì cả đội đều muốn làm tiền đạo nên họ đã quyết định uẩn tù tì để chia vị trí. Y ra gì may mắn giành được vị trí tiền đạo. Buổi tuyển chọn sẽ được bắt đầu với 5 đội bóng trong một khu. Hai đội giành được điểm số cao nhất sẽ được phép ở lại, đồng thời những đội bị loại sẽ phải chim cút khỏi Blue Lock và không còn cơ hội vào đội tuyển quốc gia. Trong 3 đội bóng bị loại, người có bàn thắng nhiều nhất sẽ được ở lại. Nếu số bàn thắng bằng nhau thì sẽ phải thi đấu bằng hình thức penalty để chọn người ở lại. Thời gian trước trận đấu là 2 giờ. Vì đây là trận đầu tiên giữa hai đội bóng bếp bảng nên cũng không quá căng thẳng. Như đã nói chỉ cần thắng là được. Thời khắc đã điểm Izaji cũng đội Z của mình đã ra sân. Phía bên kia, đội 10 cũng khí thế hừng hực bước ra. Vì đây là Blue Lock nên công nghệ va tiên tiến nhất sẽ thay cho trọng tài, bắt lỗi các cầu thủ vi phạm. TRNDEU kéo dài 45 phút. Ngay từ đầu Izaji đã cầm bóng trong tay vì trận đầu nên bản thân còn chút lo sợ. Vì quá rẻ chừng đội bạn nên Loái Chi đã cướp lấy bóng. Sau đó Kunigami đã cướp lấy bóng, họ đã bỏ vị trí của mình. Nhân lúc hai thằng trẻ danh đang tranh nhau thì đối thủ đã cướp bóng. Tuy nhiên đội kia cũng không khác, dẫn đến một trận đấu vô cùng hỗn loạn ở cả hai bên. Baro, kẻ xếp thứ 250 đã giành lấy bóng. Hắn đã đối đầu với Izaji, dễ dàng đưa bóng qua. Ngay cả hậu vệ cũng bị sâu kim. Lực sút mạnh, nhanh đến nỗi thủ môn chưa kịp phản ứng. Đội Z bắt đầu xảy ra xung đột nội bộ, không ai chịu nhường ai. Trong lần giao bóng thứ hai, Igaguri đã cướp bóng và dê lên phần sân bên kia. Cậu ta đã bỏ vị trí, đối thủ cũng nhanh chóng giành lại. Đội 10 đã dần trở nên đoàn kết hơn trái ngược lại đội Z không hề có sự liên kết nào giữa các thành viên. Bóng tới chân Baru, tuy nhiên hầu hết thành viên đội Z đã kèm cặp Baru. Hắn ta không hề đi bóng mà lại truyền cho đồng đội, khoảng trống quá lớn. Đội 10 lại có thêm cho mình một bàn thắng thứ hai. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì sẽ thua mất thôi. Chính bàn thắng của Baru đã làm đội bạn trở thêm gắn kết, không hề có sự rời rạc. Bằng khả năng quan sát và phân tích, Iraji đã nhận ra vấn đề của trận đấu, cần phải có người ghi bàn để đội Z có thể về với quỹ đạo một đội bóng. Tỷ số cứ thế tăng lên, chỉ trong thời gian ngắn đội 10 đã có tới 5 bàn thắng trong khi đội Z vẫn chưa có bàn nào. Bà Chira từ đầu đến cuối vẫn chỉ tin tưởng mình Iraji nên đã hỏi cậu có muốn đột phá không. Iraji sốc lại tinh thần, truyền bóng cho bà Chira và chạy về hướng khung thành bà Chira thành công trong việc treo bóng bổng. Bóng đã tới chân Izaji, tuy nhiên cậu phải đối mặt với con quái vật Baru. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bản năng Izaji thức tỉnh. Dù muốn ghi bàn nhưng cơ thể lại tự truyền bóng cho Kunigami. Tỷ số đã là một năm, thời gian đã gần hết. Rachidi đi tới và trách cậu tại sao không truyền cho mình mà lại truyền cho thằng khốn Kunigami. Baru cũng xì và cậu là kẻ không có tài năng, ngay cả bản lĩnh của một tiền đạo cũng không có. Tiếng còi vang lên, đội 10 đã chiến thắng với tỷ số 5-1. Izaji đã gần như gục ngã sau tiếng còi vang lên. Trong phòng nghỉ giải lao, mọi người lại bắt đầu cãi nhau về vị trí tiền đạo. Mà Izaji dường như đã mất đi mục tiêu, nghe xong lời của Baru, cậu gần như sụp đổ. Lúc này, Kaon đã phải hét lên để cho mọi người chú ý. Tình hình là đội Z đã thua một trận, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không thể ở lại Blue Lock nữa. Họ cần phải chiến thắng ít nhất 3 trận và một trận hòa để có thể không bị loại đồng nghĩa với việc họ mà thua thêm một lần nữa là đã nắm chắc 90% chín cút. Sau khi nghe những lời này, mọi người đã bình tĩnh hơn, không còn cãi cọ mà tập trung nghĩ ra biện pháp giải quyết. Theo như lời của Ego, bóng đá bắt đầu lại từ con số 0. Vì thế cần tìm ra lời gợi ý từ câu nói này. Iraji đã phân tích Ego làm vậy là để cho các thành viên tự tiến bộ trong tư duy. Ngay từ đầu hai bên đã đá bóng như con nít, cứ lao vào giành bóng. Kể từ khi Barugi được một bàn thắng thì đội 10 đã phát triển đã vượt qua mức số 0, họ không còn rời rạc mà đã phần nào liên kết hơn. Khác hoàn toàn với đội Z. Ego đã xuất hiện trên màn hình lớn, thông báo về trận đấu giữa đội 5 và đội Y, chiến thắng nghiêng về đội 5 với tỷ số 8 không một con số cách biệt vô cùng lớn. Vốn từ lâu nền bóng đá Nhật Bản luôn mang nặng tính cống hiến, thì bây giờ Ego muốn phá cách, đào tạo ra một tiền đạo có thể phá hoại trật tự của địch ở trên sân bóng mọi người bắt đầu ngồi bàn lại với nhau, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Rachi có thế mạnh là sút bóng, Gagamaru thì có tuyệt kỹ lấy thân đỡ đạn. Chủ yếu là một số thế mạnh vô dụng vờ lở. Kunigami thuận chân trái nên lực sút chân trái khá mạnh. Bachira thì có kỹ năng dê bóng. Tới lượt gì thì cậu vẫn chưa tìm ra thế mạnh riêng của mình. Chí Jiri thì rất khác lạ, không muốn để mọi người biết khả năng của anh ta. Kaon đã ghi lại hết các đặc điểm của từng người, cái họ cần ra tìm ra một tiền đạo phải có vũ khí mạnh và làm sao để phát huy được nó. Nếu cứ rời rạc đánh lẻ tẻ thế này thì không ổn. K.U.H.N. suy nghĩ một hồi và bày ra một chiến thuật để ai cũng có thể tỏa sáng bằng thế mạnh của mình. Bọn họ đã chia đội bóng thành hai phe vừa để luyện tập vừa để áp dụng chiến thuật mới. Tuy trông đần đần nhưng mọi người đã không còn cãi nhau, phấn đấu với mục tiêu chung ở lại Blue Lock. Lại một bữa cơm nhạt nhẽo với món đậu nành lên men. Kurigami đã đi tới bắt chuyện với cậu, Kurigami cảm ơn vì đừng truyền lúc trước, xong chuyện định rời đi. Izaji đã gọi cậu ta lại, Izaji muốn tìm ra mục tiêu chơi bóng qua câu trả lời của Kunigami. Tại sao cậu lại chơi bóng? Nghe câu hỏi có chút ngu ngơ này, Kurigami đã nói đơn giản cậu muốn trở thành người hùng của giới bóng đá. Từ nhỏ Kurigami đã ngưỡng mộ các tiền đạo, họ chạy quanh sân cỏ và ghi bàn. Những cầu thủ ấy là người đã trao cho Kunigami dũng khí và niềm hưng phấn, họ là những anh hùng trên sân cỏ và Inigami muốn trở thành người như vậy. Đường đường chính chính bước lên đỉnh cao, một sự quyết tâm vô cùng lớn mà hiện tại Iraji chưa có. Kunigami đã mời cậu ăn chung món bít tết với anh ta. Đối với thằng ngày ngày ăn natto thì đây là một bữa ăn quý sở tộc, là phần thưởng cho những người ghi bàn, tùy vào bàn thắng mà đổi ra phần thưởng xứng đáng. Kunigami đã chia cho Iraji một nửa coi như lời cảm ơn vì đường truyền của cậu. Lần đầu được ăn bít tết trong Blue Lock nên cả hai thằng trông như mới từ dưới quê lên thành phố. Trận đấu thứ tư cũng đã đến. Đội Y sẽ phải đối đầu với đội Z. Cả hai đều đã thua một trận mà còn là thua đậm nữa chứ. Căn cứ theo thông tin thu thập được, đội bạn có chân sút Okawa, kẻ được mệnh danh là vua phá lưới tỉnh Kumamoto. Tuy nhiên đội Z đã có khoảng thời gian luyện tập với nhau, cùng với chiến thuật mà KUN đề ra, họ có cơ hội chiến thắng. Bằng cách phân chia thời gian, từng người từng người một sẽ luôn phiên đảm nhận vị trí tiền đạo. Họ sẽ có cơ hội để tỏa sáng, trong thời gian thành viên đội bóng giữ vị trí tiền đạo thì những người khác sẽ ra sức hỗ trợ. Họ sẽ luân phiên nhau theo chiều kim đồng hồ để tránh bị rối loạn đội hình. Tuy nhiên làm điều này có chút nguy hiểm vì thế lẽ mọn hy sinh, đứng ở vị trí thủ môn và trí Jiri sẽ giữ nguyên vị trí hậu vệ còn lại là 9 người xoay tua với thời gian 10 phút bà chira vốn có thế mạnh về dê bóng nên kỹ năng đủ mạnh chiến đấu độc lập rất nhanh đã quay hai người đội y cũng không hề đơn giản họ cử hai người để cho bà chira dê bóng qua chỗ người thứ ba đã chờ sẵn bà chira đã phải trả bóng lại cho đội mình chứng tỏ sau khi thua trận đầu đội y cũng đã luyện tập hết sức nghiêm túc kuligami ra hiệu hai bên cánh dâng lên cao để đẩy nhanh tiến độ tấn công như đã luyện tập ít lâu sau Kunigami đã có bóng, đòn dứt điểm từ xa đã bị chặn lại bởi hai thành viên đội Y. Cú sút bị chặn, bóng cũng đã bị phá ra biển. Bằng khả năng quan sát, Izagi đã nhận ra điểm lạ. Tên Okawa không hề phòng thủ, thay vào đó đội bạn cũng không hề tấn công. Lẽ nào có kế hoạch gì sao? Lần nữa bóng lại bị hai hậu vệ đội bạn chặn được. Ngay lúc này Iraji mới nhận ra nguy hiểm, không phải là đội Y không tấn công mà họ đang dụ đội Z tấn công, dâng cao và chờ cơ hội phản công. Nico đã chuyển bóng đường dài tới Okawa và thế là đội Y đã có bàn thắng đầu tiên chỉ vì do đội Z lơ là. Một chiến thuật rõ ràng dụ đối thủ tấn công, phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Kunigami cầm bóng chưa nóng chân thì tên đã lấy lại bóng. Tuy nhiên họ không hề vội vàng tấn công mà lại truyền đi truyền lại cho đội mình. Thể lực của đội Z đần bị hao hụt. Cuối cùng cũng tới lượt thẳng Kurechi. Kết quả là 10 phút của hắn ta, bóng đều toàn nằm trong chân đội bạn tình hình có chút không khả quan, đội bạn thủ rất chắc, tuy nhiên nếu cứ dâng lên tấn công thì họ có thể bị ghi thêm bản nữa. Giờ nghỉ giải la đã kết thúc. Giống hệt như ở hiệp 1, thời gian cầm bóng của phe mình rất ít, hiện tại là thời gian của Du Đãi, anh cầm tạo ra đột phá. Chính pha cướp bóng hụt của Du Đãi đã tạo cơ hội cho Gagamaru lấy bóng. Bóng đã trở về với đội Z, các thành viên cẩn thận đẩy bóng lên. Đường truyền từ Izazi quá xa, cũng may thế mạnh của Gagamaru là bật nên bóng vừa tầm đầu của cậu. Tuy không có bàn thắng nhưng bù lại là pha phạt góc. Iraji không hề VOIN vàng quan sát tình hình, Iraji đã nhìn thấu được trung tâm chiến thuật của đội Y, kẻ tạo ra sự phản công là Nico. Vì thế Iraji đã bỏ vị trí quay về kèm cậu ta. Đúng như dự đoán, cậu ta là trái tim của đội Y. Iraji đón được bóng và dứt điểm. Bóng đã bị Nico chặn lại và làm lệnh hướng. Gagamaru nhân cơ hội dướn người ghi bàn. Tỷ số một đều đổi lại cậu ta đã bị va vào cột dọc vậy là đã hòa. Hiện tại Isagi đã thẳng mặt tuyên chiến với Nico, cậu sẽ là người chặn Nico lại. Hắn chỉ nói với cậu một câu, mày không thể thắng được tao đâu. Ngay khi phút 15 của hiệp 2, trận đấu của những chân sút mạnh, nhất toàn quốc hầu như đều tập trung lại đây, ai nấy đều vô cùng tập trung mà tung ra những đòn mạnh nhất, cũng như các tư thế để có thể chặn được đường bóng của đối phương, mặc dù bên đội. Của Isagi đã phản công ra quyết liệt nhưng vẫn bị y cướp, với đôi mắt nắm rõ được chính xác sân bóng và bộ nào sử dụng người khác thành thạo khi thằng đầu củ chuối liên tục. Thách thức Isagi như kiểu trái đất này là của bố mày, nhanh chóng phút 35 của trận đấu trôi qua đội y nhanh chóng đẩy lên để có thể cướp bóng ghi bàn. Dù vậy nhưng, đội y vô cùng láo toét khi chỉ ở sân nhà phòng thủ, truyền đi truyền lại khiến đầu sư cọ nhìn thôi cũng mỏi hết cả mắt. Isagi vẫn như bình thường thì luôn kèm chặt Nico, không cho hắn ta một tí sơ hở nào. Thời gian nhanh chóng trôi đi như một canh bạc với 45 giây giữa thăng hoa hay báo nhà, ngay giây phút đó rồi y đã không phòng thủ nữa mà ngay lập tức chuyển hướng sang tấn công, chỉ trong nháy mắt thôi cũng đã khiến đội Z không kịp phản ứng. Nico ngay lập tức bức tốc chạy xuống phía dưới, tình hình vô cùng nguy cấp nếu như để lỡ mất. Cơ hội lần này thì khả năng thua sẽ là 96,69%, mọi hàng phòng thủ đều bị qua mặt một cách nhanh chóng, hiện giờ chỉ còn mỗi thủ môn đối mặt với đám quái vật hàng. Câu này, khi mọi người nghĩ tất cả đến đây là kết thúc thì đột nhiên Isa ghi từ đâu lao tới cướp bóng khỏi chơi Goa đến phút cuối cùng mà men vẫn chưa bỏ cuộc thì mọi người. Thấy lòng quyết tâm của anh ta đến mức độ nào rồi đúng không? Cậu nhanh chóng truyền bóng cho đồng đội và bắt đầu phản công. Với sức mạnh của quỷ trong lòng mình thì cậu cùng đồng đội đã nhanh chóng tiếp nhận bóng. Bằng kỹ năng cá nhân siêu đỉnh thì mọi người đã thành công truyền bóng cho cậu. Đúng như những gì mong đợi Isagi đã thành công ghi bàn và nâng tỷ số lên 2-1. Và giành chiến thắng chung cuộc, mọi người sau khi thấy vậy thì vô cùng vui mừng và bất ngờ tại vì sao Isagi lại có thể chặn được pha hay đến như vậy, còn những người đội bạn thì vô cùng buồn vì đã lỡ mất cơ hội lột vào vòng trong, nhìn bản thân đã phá hủy đi sự nghiệp của người khác thì bản thân Isa ghi cảm thấy vô cùng tội lỗi, không lẽ đây chính là thứ mà tên Ego nhắm tới. Để mừng cho chiến thắng lần này thì mọi người đã mở một buổi tiệc buffet thịt, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ như vậy thì chắc chắn rằng họ lâu lắm. Mới được ăn ngon như vậy từ khi bước chân vào Blue Block, chả nhẽ đây chính là mùi vị chiến thắng sao. Ở đây mọi người một lần nữa nhắc lại pha bước tốc thần sầu của Isa GHI khi trên thế giới này vẫn chưa ai có thể làm được kể cả vũ bóng đá bê lê. Dù thế nào mọi người cũng đã nhận ra thế mạnh của Isagi chính là mùi bàn thắng. Cho, dù thế nào đội Z vẫn phải sống sót để giành chiến thắng. Tối đó khi men đang ngủ thì mấy thằng đồng đội ngáy vào mặt khiến thức giấc, nghĩ lại chính bản thân mình đã làm cho sự nghiệp. Của người khác bị hủy hoại thì lại vô cùng kích thích. Khi cậu vừa ra bên ngoài thì nhìn thấy Chi đang xem lại trận đấu lúc sáng. Nói chính xác hơn chính là xem lại bàn tháng của Isagi, cậu nhanh chóng tiến đến chỗ Chiziji mà Sen cùng cậu ta. Quả thật cậu không thể nào tin được bản thân lại làm được điều tuyệt vời như vậy. Có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào quên được. Với khả năng quan sát của Isagi thì chắc chắn cậu có đôi mắt thiên phú, không khác gì một vị thần có thể nhìn toàn bộ sân từ trên xuống. Ở đây Isagi đã hỏi về điểm mạnh của Chiziji nhưng thanh niên vẫn là mê giấu nghề không chịu nói ra. Thay vì nói ra những thế giỏi nhất thì cậu ấy đã thừa nhận rằng mình đã bị đứt dây chẳng ở đầu gối một năm trước bác sĩ bảo nếu như cậu bị thương một lần nữa ở vị trí đó thì sự nghiệp bóng đã sẽ tan vỡ ngày hôm sau isagi cùng với mọi người đã nhanh chóng ra sân để tập luyện bên với cái thể chất yếu như Zen thì đã phải ra sân bú h 2 o mà nhìn người khác đá nếu không vì nó thì bản thân đã có thể vượt trội hơn nhiều rồi nghĩ lại những gì nói với chi thì bản thân lại thấy buồn và lại isagi sợ rằng bản thân chính là gánh nặng trong cả đội đang nghĩ về đời thì đột nhiên thằng đầu môi ego xuất hiện trên tay đang Cơm gói mì khiến thằng nào thằng nấy nhỏ hết cả dãi. Ego sau đó nhanh chóng báo cáo kết quả trận đấu và bảng xếp hạng. Đội năm có số hạng đứng đầu cấp đặc biệt và nếu trận sau họ mà không thắng đội VK thì nguy to. Ego nhanh chóng thay đổi thứ hạng của những người trong Blue Block với tư cách là tiền đạo bàn thắng là thứ chứng minh giá trị bản thân cũng có nghĩa là người đứng đầu đội Z chính là Isa Ghi. Húp xong bát mì cùng những câu đạo lý thấm vào lòng đất thì Ego đã nhanh chóng rời đi, đồng nghĩa với trận đấu tiếp theo của họ với đội VK sẽ vào 24 giờ tiếp theo. Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi để giữ sức cho trận kế tiếp, còn Isagi vẫn không chịu đứng dậy mà mặt buồn như cất ngầm. Ngồi lì một chỗ, nghĩ lại những kỹ năng của mọi người mà nghĩ rằng tại sao bản thân lại phải đứng đầu, ngại chết đi được. Vì để giữ được ra thứ bậc của mình thì Isagi đã nhận ra việc bản thân cần phải mai rũa thể lực chạy 90 phút đồng hồ. Chưa chạy được bao lâu thì đột nhiên Kunigami và Bachiza cũng xuất hiện mà cùng chạy với cậu. Đương nhiên, cũng không thể thiếu hình bóng cả đội đằng sau. Ngày hôm sau cả lũ đã cùng nhau tụ tập lại để họp bàn cách để làm sao mới có thể đánh bại đội VK. Mặc dù họ đã thua đội đứng đầu nhưng đã thành công thắng đội khác với tỷ số. Cách biệt thứ đội Z cần nhất lúc này là phải cùng nhau bàn chiến lược. Với những gì họ tìm hiểu được từ đội VK thì hai nhân vật chủ chốt nhất đội này chính là cây Suke và Junichi. Hai người chính là cặp anh em song sinh. Phải hai tên này phối hợp bất an ý khiến cho đội bạn phải cho đảo người liên tục nhưng vẫn không thể làm gì được. Thế nên bọn họ mới đánh bại đội năm với tỷ số là 4-1 ngay khi đó cu hay cũng chính là huấn luyện viên của đội bước vào vì mải mê suy nghĩ chiến thuật có nên cậu không may ngâm mình trong nhà tắm quá 180 phút cậu ấy nhanh chóng bản ra chiến thuật hợp lý nhất cho cả đội dễ dàng tác chiến phải ba người có vũ khí tương thích nhau sẽ hợp thành nhóm ba người cứ 30 phút thì sẽ xoay vòng đổi đội hình ba lần ừ. Như thế việc đội Z cần làm nhất lúc này chính là giành chiến thắng để tiếp tục tiến vào vòng trong, nhanh chóng trận đấu giữa hai đội đã nhanh chóng được diễn ra phải hai anh em nhà suke và dù Ichi là người cầm bóng đầu tiên, họ chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cứ có được bóng là xông thẳng về phía trước. Đếch sợ bố co nhà thằng nào phải hai người này chơi vô cùng. An ý, phối hợp truyền bóng cho thằng đầu sư có phải lắc hết cả mắt. Isagi cứ tưởng mọi người sẽ khiến cho cặp đôi này bị chia rẽ, nhưng không ngờ chúng như một con quái vật hợp thể. Bằng, qua mọi chướng ngại vật chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không thể chạm được. Lý do chính là bọn họ giao tiếp bằng cử chỉ ánh mắt nên mấy con gà hoàn toàn không nhận ra được. Cũng may là Isagi nhanh chân lao đến mà cướp lấy bóng và truyền lên cho đồng đội cần phải tập luyện mới có thể bước tới thành công và bước vào cường quốc nam châu như bác hồ đã từng nói giữa câu đội z đã có một bàn thành cực đẹp với cú đánh đầu của ku non đó mới chính là mục tiêu sự quyết tâm mà đội z cần phải có được ngay khi thua bàn đầu tiên thì đội vk cũng không hề nản lòng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần để chiến tiếp ngay khi bọn họ vừa giao bóng thì thằng anh đã lơ là mà đã bị okawa chạy lên cướp lấy thanh niên nhanh chóng giao bóng đến chỗ cu non nhưng lần này thay vì đánh đầu, cậu ta đã đỡ bóng. Bằng ngực sau đó tung một cú sút cực mạnh từ vị trí 20 m Sau khi hết 30 phút đầu thì tuyến ba người khác đã nhanh chóng thay phiên mà đi lên. Khi đang dâng đội lên tấn công thì thằng anh Junichi đã quá bực tức mà phạm lỗi. Trực tiếp làm cho đội Z có một quả đá phạt và chân sút lần này không ai khác chính là Bachira. Với cái đầu tính xác suất gần bằng anh Tanh thì cậu đã chuyển bóng đến chỗ kunon với sức bat khủng khiếp của mình thì cậu ta lại một lần nữa xác lập tỷ số lên 3-0, cũng tương đồng với một pha hát trích cực kỳ đẹp mắt hiệp hai nhanh chóng được diễn ra khi đội z sẽ là bên giao bóng trước nhưng chưa cầm bóng được bao lâu thì bất ngờ kunon đã bị thẳng mk suke lao đến từ phía sau mà cướp lấy bọn chúng nhanh chóng khai triển tấn công shigi lần này đã tung hết sức mình để phản công nhưng cũng đã bị loại bỏ một cách dễ dàng cu sút bóng ấy thì họ đã ghi một bản rút ngắn tỷ số lên một ba quả nhiên nếu để hai người này tự do thì vô cùng nguy hiểm quả đúng như những gì isa ghi tên liệu cu non nhanh chóng giao bóng xuống cho men nhưng vì lực bóng quá yếu nên đã nhanh chóng cướp mất đồng nghĩa với việc bọn họ lại ăn thêm một bàn thua từ đội VK. Chính vì thế tỷ số một lần nữa rút ngắn lên 2-3. Này thì đến lượt Isagi và hai người khác đi lên làm tuyến tiền đạo để cho chắc chắn thì điều cần làm bây giờ là phải ghi thêm một điểm nữa. Cơ bản việc đánh bại hai anh em Suke và Sunichi là vô cùng khó. Chỉ cần vượt qua hai người thì góc sốt sẽ ngay lập tức xuất hiện. Tuy nhiên đội bạn lại vô cùng biết gây áp lực khi kèm hết đường truyền bóng của đội Isagi. Chỉ trong nháy mắt Sunichi đã lao đến và thành công cướp. Được bóng từ chân men. Thằng em Keisuke lập tức xông về phía đội Z và thành công ghi bàn. Isa chắc chắn bản thân đã đúng nên ngay lập tức cậu đi đến chỗ Kunon và chất vấn rằng tại sao cậu lại phản bội đội Z. Ngay khi đó Keisuke và Sunichi đi đến mà nói rằng chính tên này đã đi đến mà nói ra chiến lược cũng như việc đề xuất phản bội cho bọn chúng. Mặc dù vô cùng cay cú với Kunon nhưng vì đang còn trong thời gian khi đấu nên cả bọn chỉ đành nhịn cơn tức giận mà tiếp tục thi đấu. Khu non nhanh chóng cầm lấy trái bóng mà tuyên bố rằng tất cả chúng mày sẽ phải cắp đít rời khỏi bờ lu Lóc, còn hắn sẽ tự do sống sót tại nơi này. Nói xong thì hắn chuyển bóng cho đội bạn mà tiếp tục nói từ giờ sẽ là 12 đấu với 10. Chỉ vì nghĩ rằng trận đấu khi trước Isa, ghi ghi bàn vào lưới ở phút chót. Nếu cơ hội chiến thắng như một sợi lông tơ như vậy thì các trận đấu tiếp theo là vô cùng khó khăn. Thế nên Khu non đã đề cập việc mình sẽ rời khỏi đội vào chiến đấu một mình sau khi biết thẳng mặt lờ Kuon đã phản bội đội Z thì cả đội ngay lập tức cũng bắt đầu rơi vào tình trạng suy sụp hầu như họ không thể nào tin được lại có chuyện như vậy lại xảy ra với bản thân phải hai anh em song sinh kia cũng đã nhân thời cơ đó mà lập tức phản công và liên tục ghi bàn khiến đội Z vô cùng thảm hại ngay lúc này tại sâu trong tâm trí của Sigiji cậu đã nhớ lại những giây phút bản thân gặp hai anh em kia lúc đấy vì chưa gặp phải chấn thương nên đẳng cấp chiến đấu của Chigizi vô cùng điêu luyện, không chỉ khiến cho hai người bọn chúng tâm phục khẩu phục mà còn thành công lọt vào mắt xanh của các ban giám khảo, điều đó không chỉ khiến cho gương mặt đẹp trai của cậu ta ngày một vênh là một thiên tài bẩm sinh cùng với đôi chân khéo léo chẳng khác gì Lukaku, chính vì lẽ đó mà cậu đã nuôi trong mình một khát vọng vô cùng lớn khi một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng không ngờ một cú vấp chân đã khiến cuộc đời Chigizi có một lối rẽ hoàn toàn mới, không chỉ làm cho bản thân trở thành phế vật suốt hai tháng mà nghe nói nếu như cậu bị chấn thương như thế một lần này thì khả năng làm cha à nhầm khả năng làm cầu thủ sẽ không còn nữa chính những điều như vậy đã khiến một người đầy tham vọng như chi Gigi phải vô cùng khép nép thậm chí bị hai người kia xì nhục vẫn phải cố cắn răng mà chịu đựng không chịu khuất phục trước những điều đó chi Gigi ngày nào cũng lao đầu vào luyện tập và cuối cùng cậu cũng đã có thể một lần nữa bước chân đến sân cỏ nhưng vì sức khỏe không được tốt cộng với việc lâu ngày không được tiếp xúc với mặt sân nên chi Gigi không còn phong độ như trước nữa thế nên Hiện tại để mà tiếp tục chiến đấu thì trước mắt anh cần phải loại bỏ cái gai trong mắt mình ra đầu tiên để có thể thoải mái chiến đấu nếu không sự nghiệp của bản thân sẽ phải kết thúc sau 5 phút. Còn lại, cùng lúc này mọi người cũng đã vô cùng sôi máu mà tiếp tục lao đến cướp bóng cũng như dành thời gian để dồn đội lên để tổ chức tấn công. Isa ghi cầm bóng nhưng không thể chuyển đi. Được, không chỉ mọi người đều bị kèm chặt mà mọi thế mạnh đều bị đối phương nắm giữ trong lòng bàn tay, thế nên cảm giác bàn thắng của cậu vẫn không thể nào có cơ hội xuất hiện. Cuon thấy vậy, cũng chẳng kiêng nể gì nên đã nhanh chóng chạy đến mà khiêu khích cậu cộng với đôi chân bú liếm liên tục chọc ngoáy để nhằm lấy bóng của isagi thời gian hiện giờ chỉ còn 3 phút bù giờ không còn cách nào khác isagi chỉ đánh bước tốc mà xông lên phía trước để ghi bàn tuy nhiên chưa chạy được mấy bước đã bị cướp bóng đối thủ nhân thời cơ cũng lập tức tấn công không thể để bị dẫn trước một lần nữa mọi người đã liều mạng phòng thủ cũng như chạy đến cướp bóng bởi vì họ biết chỉ cần đánh mất cơ hội lần này thì sự nghiệp sân cỏ sẽ chấm dứt tại đây thấy y sau quyết tâm một cách mãnh liệt như vậy, thì con thú trong chi đã một lẫn nữa trội dậy. Ngay giây phút đó cậu không thể để sợi xích giam cầm mình thêm một phút giây nào nữa. Chi lập tức. Bước tốc mạnh mạnh mẽ làm cho Isagi ngửi thấy mùi bàn thắng. Không chần chừ cậu ngay lập tức truyền bóng đến chỗ Chigizi. Lần này cậu không để mất bóng nữa với tốc độ hơn cả gió. Cộng với sức mạnh tình bạn thì Chigizi đã thành công ghi bàn để gỡ hòa bốn đều cho đội Z. Đúng là trái đất này là của bố mày. Có tốc độ nhanh vãi ò như vậy mà không khoe ra từ đầu. Đi, để thời cơ cuối mới dùng thì đúng là chán ông này quá đi, ở đây cậu cũng đã cảm ơn. Isagi, bởi nhờ cậu mà bản thân Chigiji mới một lần nữa vực dậy, để tiếp tục chiến đấu mà không sợ ảnh hưởng gì đến vết thương, mọi người cũng đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy. Chigiji mà cảm ơn cậu không ngừng, trong khi đó con xúc sinh đang bị mấy thằng đội VK đạp cho không trượt phát nào, bởi vì hắn ta đã giao ước sẽ giúp cho đội bạn thắng, còn... Hơn thế lại giấu sức mạnh về đôi chân của Chigiji khiến bọn chúng không thể nào mà chấp nhận được. Thấy vậy Isagi đã nhanh chóng đi đến cản lại, nhân cơ hội đó thằng chó cu. On cũng đã ba chan bốn cẳng mà bỏ chạy vào bên trong, sau đó mọi người cũng nhanh chóng đi tắm rửa mà tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống để chuẩn bị trận đấu cuối cùng với đội V đang đi đến nhà ăn thì. Đột nhiên mọi người phát hiện tên cu On lại một lần nữa giao dịch với đội với gương mặt phấn khích đó thì mình tin chắc rằng hắn không có gì gọi là một chút ăn năn hối cải cả. Tuy nhiên đội năm sau khi nghe những điều đó lại chẳng một chút hứng thú gì điều này nói thẳng ra thì bọn họ là một đội vô cùng mạnh mạnh đến nỗi mà không có gì có thể so sánh được ngồi đây nghe thằng cua sùa cũng chán nên bọn họ chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lập tức quay đít mà rời đi ngay khi đó isa ghi cùng với đội bóng đã đứng ra trước mắt bọn họ mà đưa ra lời tuyên chiến sau khi trở về phòng mọi người đã nhanh chóng ngồi xuống bàn họp vì đội z đã thắng một và hòa hai nên trận đấu tiếp theo nếu họ có giữ chân đi nữa cũng sẽ bị loại thế nên họ bắt buộc phải chiến thắng đội V để mới có thể đi tiếp vào bên trong. Tuy nhiên con súc sinh Kuon vẫn là thành viên trong đội và nghe thấy hết. Ngay sau đó ba nhân vật chủ chốt của đội V cũng ngay lập tức được xuất hiện khi một trong số đó đã ghi 18 bàn trong 3 trận. Quá chi là khủng khiếp, không khác gì một con quái vật cả và người ghi được nhiều nhất chính là NA. Nếu muốn thắng thì bọn họ phải tìm cách ngăn cản được cậu ta. Trong khi đó, thanh niên Nagi của đội 5 vẫn như thường ngày, chẳng thèm quan tâm đến luyện tập gì, chỉ mải mê cầm con máy chơi game. Tuy nhiên mọi người thấy vậy cũng vô cùng chiều theo ý của cậu ấy. ở một diễn biến khác, Geo là cậu cả của một tập đoàn Mika Ge có tổng tài sản lên đến 750 tỷ yên. Sinh ra với mọi thứ trong tay nhưng cậu lại luôn cảm thấy nhàm chán và luôn muốn có một kho báu cho riêng mình. Rồi bỗng một hôm, Geo đã nhìn thấy trên TV một đội bóng đang nâng cúp vì giành được chiến thắng và chính. Từ ngày hôm đó, Geo đã muốn bản thân phải cố gắng để gia nhập một đội bóng. Tuy nhiên cha của anh lại không đồng ý. Nghe những lời nói đó của cha mẹ thì bỗng gương mặt của Zeo thay đổi như một con chó, bởi vì những thứ đó bản thân anh đã chán ngấy từ lâu rồi, vì để chứng tỏ cho ông bà già thấy bản thân vô cùng đẳng cấp nên Zeo đã quyết định thi đấu để có thể thi đấu World Cup ngày hôm sau khi đang đi trên hành lang thì bất ngờ cậu đụng phải thanh niên có mái tóc màu trắng, điện thoại ngay lập tức rơi xuống, nhưng rồi với tốc độ kinh hồn cậu ta đã nhanh chóng chặn nó lại bằng chân sau đó lại tiếp tục Cảm cụi vào chơi thấy vậy jeo đã vô cùng bất ngờ cậu nhanh chóng chạy xuống mà lập tức mở lời muốn thanh niên ấy chơi bóng cùng với mình ngay khi nhìn thấy jeo thì cậu ta đã rời tay ra xin ít tiền chơi tài xỉu và nói rằng bản thân không hề chơi đá bóng cũng như những môn thể thao vận động khác bởi vì cậu ta chỉ muốn bản thân được sống rảnh rỗi mà không muốn làm việc gì cả không ngờ kẻ được chọn với tài năng tuyệt vời như vậy lại ngồi ở đây không suy nghĩ gì nhiều jeo ngay lập tức quyết định chọn cậu ta làm đồng đội của mình quay trở lại thực tế đội z ngay lúc này đang vô cùng rảnh rỗi mà tìm mấy trò chơi đấu chữ để đọ tài với nhau tuy nhiên vẫn có vài thằng vẫn đang cay cú cu on mà nhanh chóng cầm cây sốt gan ra bắn nát tháo hắn ngay khi mọi người định làm chuyện đó thì isagi đã nhanh chóng đi đến ngăn cản đồng thời tên cu on kia vẫn cứng giọng mà nói rằng với cú hát chích vừa rồi thì bản thân vẫn có thể đường đường chính chính lọt vào vòng tiếp theo mà không phải làm gì dứt câu thì cậu thanh niên tóc cam đã đi đến trước mặt mà nói rằng bản thân sẽ ghi bốn quả để khiến hắn không có cơ hội hống hách ngay khi đó ego từ chiếc màn hình công xuất hiện hắn ta bắt đầu tiếp tục nói về luật lệ ở nơi này khi những thành viên đều có số thẻ vàng bằng nhau thì kẻ đi tiếp chính là kẻ có thành tích xuất sắc nhất và kẻ đúng đầu ngay lúc này không ai khác chính là cu nhưng với cái cách chơi phản bội ấy thì hắn ta mãi mãi chỉ là một tên hạ đẳng không bao giờ có tư cách là một tiền đạo đứng đầu đúng như vậy những người có tài năng thì hay có khả năng tái tạo lại bàn thắng những cú siêu phẩm của họ tại sao lại không thể lặp lại được chắc chắn đó chính là một sản phẩm do ăn may mà có không chỉ vậy những thiên tài phải có những khả năng đặc biệt như quan sát dê bóng và sút đó là sự tồn tại mang tên tiền đó số một thế giới trịnh tú và rồi thì ego cũng nhanh chóng đưa ra thời gian thi đấu với đội z trước mắt thì mọi người cần phải cấm tên qo này làm điều gì đó ngu xuẩn ở trận sau còn isagi vì có lo lắng nên đã chuẩn bị bộ đồ thi đấu để ra sân gặp đàn anh có tên là Ba Du mà muốn anh ta chỉ cách làm sao để có thể trở nên mạnh hơn được. Nghe xong câu đó thì ngay lập tức Isagi đã nhận được câu. Trả lời chính là ăn ngay một cú sút vào mặt. Ba Du ngay sau đó đi về đằng sau mà dây bóng. Isagi cũng lập tức nhận ra và lao lên để ngăn chặn. Tuy nhiên với sức mạnh kinh khủng của mình thì Ba Du đã nhanh chóng lách qua Isagi và ghi bàn vào góc phải khung thành với độ chính xác tuyệt đối cùng với độ xa là 20. Mét quả thứ hai cũng nhanh chóng được đưa ra, Isagi mặc dù đã cố dùng sức để lao vào cũng như cộng B để tì đe cũng như áp sát, nhưng không ngờ đã bị ba du dùng. Động tác giả để đánh lừa, sau đó lại tung ra một cú suốt cực mạnh đưa bóng vào gốc chết, mặc dù đã cố gắng hai lần nhưng Isagi vẫn không hề có ý định bỏ cuộc mà. Cậu một lần nữa đã thách thức ba du, quá cay cú với con gà công nghiệp này nên cậu ta đã không chần chừ gì mà lao đến, nhưng lần này Isagi đã khác với mấy giây trước mọi hành động cũng như suy nghĩ đã có phần sắc bén hơn, thế nên áp lực lần này đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với hai lần ba nãy. Tuy nhiên Ba Du không chỉ có lực sút ở vị trí 20m mà cậu ta có thể tung ra một cú nã đại bác ở cự lị 27m. Nói xong thì một bàn thắng nữa đã được lập ra, khiến Isagi vô cùng chóng ngợp. Isagi nhanh chóng trở về phòng ngủ mà suy nghĩ về trận đấu tiếp theo, chỉ cần lọt mất cơ hội lần này thì sự nghiệp sẽ bị bay màu chỉ có vậy thôi cũng đã khiến cho thanh niên run lẩy bẩy điều đó không chỉ xuất hiện ở cậu mà ngay cả những thành viên khác đều vô cùng rén tuy nhiên đó cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa mọi thứ co chấm dứt ở đây không sẽ là do phần thể hiện cuối cùng của mọi người thời gian thi đấu cũng đã dần đến mấy con vợ nhanh chóng chuẩn bị cũng như giàn dựng đội hình để làm sao có thể gọi là hợp lý và chuẩn bài nhất và rồi trận đấu cũng đã lập tức được diễn ra ngay sau đó khi đội z là người dẫn bóng đầu tiên họ nhanh chóng triển khai tấn công nhưng đã bị đầu sư cọ nhanh chóng lao đến chặn bóng mà thành công đưa cho isagi cậu nhanh chóng chuyển lên cho mọi người bằng với khả năng đá chính xác thì đội V-kép đã tung ra cú dứt điểm đầu tiên nhưng không may có đã đập vào cột dọc. Tuy nhiên đội Z lại vô cùng bình thản mà muốn COPP đòn vừa rồi. Chỉ trong phút chốc con quái vật Nagi đã ghi bàn vào lưới bên đội Asagi đồng thời làm cho bọn họ một cú sốc tâm lý vô cùng lớn. Sau khi đội Z nhận bàn thua tiếp theo từ Nagi thì ai nấy đều vô cùng suy sụp, bởi vì cú đút đó đòi hỏi chân sút phải có một kỹ thuật vô cùng đỉnh cao, quả thực để mà nhận xét. Thì Nagi chính là một thiên tài, đội Z ngay sau đó đã đổ lỗi cho nhau vì không kèm đối phương, cũng may có Isagi kịp thời ngăn cản chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó Asagi đã chuyển bóng lên. Cho Chigiji, mặc dù đây chính là vũ khí bí mật của đội, nhưng không ngờ lại rằng bên họ lại còn có kẻ kẻ giữ tốc độ còn nhanh hơn cả Chigiji hắn ta nhanh chóng cướp được bóng từ chân của Chi sau đó lập tức đã truyền bóng đến chỗ Geo, đồng thời Gian Su cũng nhanh chóng chạy lên. Tấn công mà một lần nữa nhận bóng từ chỗ Geo, đây chính là địa bàn cũng như là vị trí rút thuận lợi nhất của anh, chỉ trong nháy mặt một đường bóng được vẽ lên trước mặt cũng có nghĩa. Cú sút đó đã ghi bàn giúp cho đội về có thêm một điểm và dẫn trước với tỷ số là 3-0, lần này thì mọi người dường như không thể nào mà tin được, chỉ trong thời gian ngắn mà bọn. Họ đã ghi điểm số cách biết như vậy, tuy nhiên một trong số đó vẫn còn có người không biết sợ hãi là gì? không ai khác chính là Chi Ba Ngay sau khi tiếng còi vừa cất lên thì Chi Ba đã không chần chừ gì mà. Ngay lập tức bảo Isa ghi truyền bóng cho mình. Sau khi nhận được bóng thì, cậu đã không ngần ngại gì mà bứt phá bản thân. Chẳng thẳng về phía cầu môn đội bạn mà không sợ hãi bất cứ điều gì. Chỉ trong nháy mắt tất cả sơ qua. Người đẹp mắt của Chi Ba Di đều được thực hiện khiến cho mọi đối thủ đều vô cùng lúng túng mà không biết phải xử lý như nào. Đây chắc chắn là tiền vệ đỉnh nhất thế giới. Chỉ trong một khoảng khắc thì Chi Ba Di đã có thể dễ dàng vượt qua ba người mà ghi một cúp đúc ghi bàn, giúp đội rét rút. Ngắn tỷ số lên thành 1-3, bàn thắng đó không chỉ giúp bọn họ tăng dần tỷ số mà càng làm cho đồng đội biết rằng đây chính là giây phút bản thân phải vượt qua giới hạn, đồng thời khiến tinh thần của cả đội bóng tăng lên một cách rõ rệt trận đấu sau đó cũng nhanh chóng tiếp diễn nagi và Zeo nhanh chóng giao bóng và tổ chức một đợt tấn công mới tuy nhiên đám người của isagi làm gì để cho bọn họ có cơ hội dễ dàng như vậy được chính vì thế mà cả bọn đã chạy vị trí để hạ gục Zeo, không cho cậu ta chuyển bóng đến chân cho naghi jai chi lần này qua cái cú nên đã chạy sát tới mà ông lấy nagi khiến thanh niên không còn cơ hội đi tiếp cũng may cậu ta nhanh chân chuyển bóng đến chỗ gian tsu tạo một đường bóng cơ hội để hắn ta đưa bóng đến phần sân của đội Z, nhưng lần này không dễ ngon ăn như vậy khi Chi đã nhanh chóng bắn hết sức lao lên kèm lấy Gian Su. Cũng may nhờ có cái chân phải nên đường bóng truyền cho Nagi đã bị lệch đi một hướng khác về một cú sút cực mạnh được tung ra khiến. Bóng đập ngay vào mặt của Igaza SI mà đến chỗ của Chibaji, khác với lúc nãy cậu ấy không hề dê bóng mà nhanh chóng truyền cho Kujina MI chỉ vào đến vị trí 28 m thì một cú sút cực căng sẽ được tung ra tuy nhiên với cái cự ly gần nửa sân này nên chuyện ghi bàn là hoàn toàn không thể nào thực hiện được nếu muốn làm được điều này thì ngay tại đây cậu cần phải bứt phá hết tài năng của mình ngay khi khoảng cách còn 28 m thì kunigami đã rút một phát cực căng khiến thủ môn không thể nào mà đoán được hướng đi của bóng chính vì thế đội z lại một lần nữa ghi bàn nâng tỷ số lên 23 hiện giờ chỉ còn một bàn nữa là có thể gỡ hòa đội bạn nhưng bọn họ cũng không được lơ là dù chỉ một giây sau khi Nghỉ ngơi giữa hiệp kết thúc thì hiệp 2 đã nhanh chóng bắt đầu, lần này đội của Isagi giao bóng, chuyền cực kỳ thuận lợi đến chỗ Gagamaru, cậu nhanh chóng xoay người mà dùng tư thế bỏ cà vô ảo ma, cứ tưởng pha ấy sẽ ghi bàn nhưng không ngờ Gian Su đã kịp thời trở về mà ngăn chặn đòn. Ấy, nhưng may mắn bóng đã trở về chân Isagi, đang định sút bóng thì trong giây phút lơ là cậu đã bị đối phương cướp lấy mà phản công, nhận thấy bản thân đã mắc phải sai lầm Isagi đã nhanh chân lui về cùng đồng đội phối hợp phòng thủ trận chiến này vô cùng khốc liệt khi không ai chịu nhường ai cả hai đội đều dốc hết sức phản công lẫn phòng thủ khiến đối phương phải é rè mà từng chút không ngờ chạy huấn luyện đào tạo cầu thủ trẻ xuất sắc để có thể tham gia world cup lại vô cùng khó khăn và khốc liệt đến như vậy bên này giai chi đã dùng cơ thể to lớn của mình để chắn bóng làm cho tên geo vô cùng khó chịu vì không thể kìm nén được cảm xúc nên thanh niên đã tặng cho giai chi một phát khuỷu tay vào họng đương nhiên vì cố tình phạm lỗi nên Hắn ta đã được tặng cho một chiếc thẻ vàng vô cùng ngon cơm Sau đó trận đấu lại tiếp tục khi lần này bóng đã được giao đến chân của Chi Zizi Lần này cậu phải làm điều gì đó để có thể đánh được thằng mắt kinh tốc độ Nhớ lại khoảng khắc bản thân chạm vào bóng thì Chi Zizi đã nghĩ ra một kế hoạch Chính là Gian Sute chỉ có thể bứt tốc trong phạm vi ngắn Cho nên khi phạm vi vượt quá 10 mét thì người nhanh hơn chắc chắn là Chi Zizi Đúng như suy đoán ngay khi có cơ hội thì cậu đã tung một cú sút vào lùi và ghi bàn gỡ hòa cho đội Z Điều này không chỉ khiến cho Zeo cay cú mà lẫn thằng Kuon, mặc dù là thành viên đội Z nhưng hắn ta vẫn không chịu phối hợp mà luôn nghĩ những thủ đoạn xấu xa nhất để chứng minh được. Thứ bóng để đem lại chiến thắng, trận đấu nhanh chóng bắt đầu khi lần này Zeo đã không giữ được bình tĩnh mà phi như bay sang sân bạn, nhưng kẻ kìm hãm lại đâu dễ dàng bỏ qua như vậy được. Đã thế mọi nơi mà cậu ta định chuyển đã bị tất cả thành viên đội Z chặn lại, nếu miễn cưỡng tấn công thì chắc chắn sẽ bị mất bóng, tình. Hình hiện tại đối với Zeo mà nói thì chẳng khác gì một đống dây xích quấn chặt lên chân. Nhìn thấy đồng đội đang gặp khó khăn thì Nagi đã không chần chừ gì mà chạy với tốc độ cực nhanh đến chỗ. Zeo, thấy vậy cậu ta cũng ngay lập tức truyền bóng khiến đội Z không kịp phản ứng. Cậu ta ngay lập tức xoay người dây bóng xuống chỗ cầu môn. Những hậu vệ nhanh chóng xông đến nhưng không ngờ lại bị cậu ta qua người một cách dễ dàng. Thấy vậy Gian cũng lập tức chạy xuống để hỗ trợ tấn công. Nhìn tình hình hiện tại thì chắc chắn một điều đám người của đội năm này đang vô cùng quyết tâm giành được chiến thắng sau những đường truyền vô cùng ăn ý khiến mọi hàng phòng ngự đều vô cùng vô dụng Nagi ngay khi có được bóng ở trong vòng cấm thì đã ngay lập tức tung một quả vô lê cực mạnh khiến cầu môn bên anh men chính cháy còn hơn cả fifa không ngờ chính bàn thắng này đã khiến cho trận đấu lại rơi vào giây phút nặng nề nếu Nagi mà cứ tiếp tục chơi như này thì chắc chắn đội thua sẽ là bên của Isagi hiện tại trên sân chỉ còn 15 phút nếu không nghĩ ra giải pháp kịp thời thì người rời khỏi đây chắc chắn sẽ là bọn họ thế nên trước mắt mọi người cần phải tập trung phòng thủ, tuy nhiên nếu chỉ thủ mà không công thì 15 phút tiếp theo cũng chẳng có tác dụng gì. Gia Chi đã dùng hết sức mà hét về phía mọi người mà nói rằng bản thân đã cố gắng chịu đựng chơi. Ở vị trí ghét nhất chính là phòng ngự, cho nên tất cả hãy cố gắng tấn công đến chết thì thôi. Nagi cùng với Zeo cũng vô cùng nghiêm túc mà phải ghi. Tiếp một bàn nữa thì trận chiến lần này mới có thể thắng được, trận đấu nhanh chóng được bắt đầu và lần này với ý chí quyết tâm Isa ghi quyết định bản thân sẽ ghi bàn, nhưng để làm được điều đó thì Trước tiên cậu cần phải đánh bại con quái vật Nagi, ngay lúc này ba chi gia đang giữ bóng thì bị ba người của đội bạn bao vây lấy, bởi chính nhờ có bàn thắng của Nagi nên bọn họ đã vực dậy từ đống cho tàn, cộng thêm thể lực của ba chi đã đến giới hạn nên cậu ấy có thể qua. Được hàng phòng ngự là vô cùng khó khăn, hết cách cậu ta chỉ đánh truyền bóng cho Chi Gigi, lần này cậu quyết định tăng hết tốc lực để đánh bại Jante Su một lần nữa, bất ngờ từ lúc nào Nagi đã dùng tốc độ ma chó của mình chạy ngang đến mà cướp lấy quả bóng cứ tưởng phát này sẽ bị lật kèo như ba này thì ai ngờ đâu isagi đã chờ đợi thời cơ nãy giờ mà lao đến bắt bài nagi mà đã hoàn toàn tạo ra thời cơ để cho chi một lần nữa có được bóng ngay khi có thời cơ thì cậu đã sút một cú cực mạnh như đáng tiếc pha ấy lại đập và cột dọc tuy nhiên cơ hội vẫn chưa kết thúc khi người đang chiến đấu lần này có tốc độ còn ngang ngửa ánh sáng Gagamazu lập tức lao lên đánh đầu nhưng lại bị zeo đánh bật lại đến chân của của Kuniga MI, trong thời cơ đó cậu ngay lập tức ghi bàn gỡ hòa 4 đều cho đội Z, trận đấu bóng cư như một bức tranh mảnh ghép vậy, nếu bạn có thể tìm được những thiếu sót đó thì lâu dần mọi người có thể lắp được một bức tranh hoàn chính, không một chút thiếu sót nên như vậy mọi đòn tấn công sẽ trở nên ví diệu, đôi mắt lẫn bộ não sẽ hoạt động ở công suất cao nhất khiến cầu thủ trở nên linh hoạt và tài giỏi hơn. Bên này Kuon đã vô cùng phân tâm về những quyết định mà bản thân đã đưa ra, mặc dù biết hiện tại mình đang nằm trong top đầu của fan Playbone cho dù đội z có thắng hoặc thua thì mình cũng có thể được lọt vào vòng trong nhưng không biết thế nào qua luôn cảm thấy có một thế lực nào đó đang thôi thúc mình trong khi đó gian tù su vừa có được bóng của thủ môn thì đã lập tức truyền cho nagi ở sân trên đồng thời isagi cũng đã biết được điểm yếu của nagi thì cũng đã nhanh chóng đuổi theo theo lý thuyết thì bản thân sẽ không kịp chạy đến điểm dưới bóng chính vì thế isagi quyết định vòng ra trước để cản nagi lại nhưng không ngờ cậu ta lại dùng lưng để đánh bóng ra phía sau lưng chuyện này đến cả Isagi cũng không ngờ tới được nếu để cho Nagi tiếp tục di chuyển thì chắc chắn lần này sẽ vào mọi người chỉ đành lạc lõng mà chạy về phía Nagi trong bất lực ngay khi cậu ta giơ chân chuẩn bị sút bóng thì bất ngờ Kuon đã lao tới mà đẩy Nagi xuống đất một cách cực mạnh cũng chính vì vậy mà Kuon đã bị thể đỏ trong khi mọi người không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy bởi lẽ chính cú đẩy đó đã khiến điểm fan play của Kuon đi xuống nếu thua hoặc hòa thì cậu ta cũng sẽ bị loại theo đội Z. Chính hành động đó của Kuon đã khiến mọi người dần có niềm tin vào cậu ta hơn. Sau đó, cú đá phạt dành cho đội V đã được bắt đầu và người suốt lần này chính là Geo, vì ở đây chính là Blue Lock, nơi đào tạo ra tiền đạo số 1 nên việc truyền bóng mà nói là bất khả thi. Biết được điều đó nên thủ môn của đội Z đã biết được mà bay người đẩy được quả bóng. Gian Su thấy vậy thì phản ứng vô cùng nhanh mà lao lên sút bóng nhưng không may là Zai Chi đã ban người ra mà cắn lấy. Nhưng Đến rằng bóng lại rơi đến chỗ Nagi mặc dù đã qua được ba hậu vệ nhưng Gagamazu đã thành công cản phá bằng cú móc cực đẹp. Ai ngờ bóng lại đến chỗ Isagi và tạo nên một cơ hội vô cùng đẹp cho đội Z. Quả bóng sắp lăn vào khung thành, một bàn chân đã đưa ra đỡ, truyền ngược lại cho Isagi. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, Isagi đã chuyển bóng, dùng đôi mắt của mình để dự đoán. Có người cản phá, anh đã chuyển bóng cho ba Chiza. Thế là ba chi nhanh chóng chuyển cho chi sau đó dùng kỹ thuật chuyển bật tường. Đã đưa bóng lại cho Isagi, cậu đang áp sát khung thành của đối thủ, chỉ còn hai hậu vệ, sau đó lại chuyển bóng cho Kunigami. Chỉ cần đột phá qua chỗ này, thì còn lại thủ môn, bỗng một người từ đội đối thủ vượt tốc độ, phá bóng ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều hoang mang, Giai Chi với thể lực to lớn nhanh chóng trận bóng, truyền về cho Ba Chi ra. Trong đầu của Isaji đã tìm được vị trí để tạo ra bàn thắng cho mình, bóng đang được truyền đến cho Isaji. Bỗng một cầu thủ mạnh ở phía sau cậu, làm cậu không còn cảm nhận được chiến thắng. Nếu Isaji giảm tốc độ để đỡ bóng, thì sẽ bị chặn lại chỉ còn cách đỡ bóng mà vẫn giữ tốc độ tối đa càng lúc cậu không còn hình dung được hình ảnh bàn thắng cậu nhớ lại mình một người mà cả tốc độ sức mạnh lẫn kỹ thuật đều không có để có thể trụ lại lưu lốc thì mảnh ghép cuối cùng cho bàn thắng của cậu chính là không cho ai thời gian bắt kịp mình ở tương lai sau đó là một cú sút trực tiếp bóng bay thẳng vào khung thành cả đội vui mừng trong chiến thắng trận đấu cũng đã kết thúc tuy cô on là kẻ phản bội nhưng cuối cùng cũng nhờ cậu ta mà cả đội đã giành chiến thắng giai chi đã dedsn và tun một cú đấm để có thể hả giận cho mọi người rồi cùng nhau tiếp tục cố gắng kết quả đội rách đã thắng và trụ lại tôi đến cả đội cùng ăn mừng Isagi và ba chi ra cùng trò chuyện vui vẻ nói về bàn thắng lúc nãy đột nhiên nhìn thấy đội mười thất vọng buồn bực rời đi thì ra thua cuộc sẽ buộc rời khỏi lu lốc Đột nhiên Nico đội y xuất hiện, cho rằng trong trận đấu trước đã thua, nhưng lần tới sẽ không thua rồi rời đi. Isaji thấy bàn thắng của mình sẽ chấm dứt giấc mơ của ai đó, nhưng cũng sẽ trở thành động lực chiến đấu cho ai đó. Tất cả mọi người bắt đầu tập luyện nâng cao thể lực, tuyệt đối không được đụng vào trái bóng. Sau 10 ngày luyện tập khổ cực, vòng tuyển chọn thứ nhất đã kết thúc, mọi người thay đồ háo hức đến địa điểm đã định, khi đến nơi thì vô cùng tức giận khi người đứng đầu lại nói lưu lốc chỉ có một khu năm đây đều là mánh khóe đã sắp đặt để đập nát tự tin của mọi người nuôi dưỡng cơn đói để giúp trở thành số một thế giới sau đó đã đưa ra các ví dụ như noe là một tiền đạo giỏi nhất thế giới đã lớn lên trong một khu ổ chuột ngoài ra còn rất nhiều tiền đạo lớn lên trong hoàn cảnh như thế từ bây giờ buổi tuyển chọn lần hai sẽ bắt đầu là trận chiến biến một của bản thân thành một trăm với sân luyện tập tân tiến nhất gồm năm màn đấu chỉ những người qua màn trước mới có thể đi tiếp người vượt qua buổi tuyển chọn sẽ được tham gia vào buổi tập huấn tăng cường của các tuyển thủ hàng đầu thế giới mọi người bất ngờ khi từng người tham gia chứ không phải cùng mọi người tất cả đều xem xét tình hình bỗng một người tiến về phía trước khởi động với hai cú đá tuyệt đẹp làm mọi người đều tò mò đó là Jin đã sung phong đi đầu tiên mọi người của đội rách vô cùng quyết tâm hẹn gặp nhau ở phía trước lưu lốc vừa bước vào quả bóng văng vào chân một bóng người xuất hiện đó là ảo ảnh ba chiều đây là bài luyện tập tình huống trước khung thành Vượt qua thử thách là phạm vi hoạt động hẹp dần theo thời gian, thủ môn đứng chắn trước mặt, Isaji nhanh chóng đá bóng vào gôn, nhưng đã thất bại, sau đó hiểu ra nếu vượt qua Lu men, ghi được 100 bàn trong 90 phút thì sẽ qua màn, Isaji cảm thấy vô cùng thú vị. Quả bóng tiếp theo lại xuất hiện, như lần này vị trí khung thành đã thay đổi, tung một cú sút trực tiếp, lần này đã thành công. Quả bóng tiếp theo lại được văng ra, Isaji công nhận bài luyện tập này rất tuyệt, đã tái hiện lại sách lược trong khoảnh khắc trước khung thành bây giờ đã là quả thứ 30, bắt đầu tăng cấp độ 2. Vì tái hiện lại khung cảnh trước gôn thì đương nhiên phải có hậu vệ, cậu đã đá vào vật cản phía trước, độ khó đã tăng vọt lên. Căn phòng luyện tập được bao quanh bởi những tấm ba nô có độ phân giải cao. Bóng được bắn ra ngẫu nhiên từ bốn bức tường, quan trọng hơn là đã tập hợp dữ liệu của các thủ môn hàng đầu thế giới, tạo nên thủ môn holo giam bằng A. Tích hợp con chip cảm biến siêu nhỏ vào quả bóng để thực hiện trận bóng, đây sẽ trở thành phép thử để những tiền đạo sở hữu vũ khí của bản thân được mai rũi và phát triển cấp độ được tăng lên cao nhất đã đưa ra quả bóng đẳng cấp như trong trận đấu thực tế những chứng ngại vật di chuyển ngẫu nhiên nếu không sở hữu đủ cả tâm ý thể thì không vượt qua isaji bắt đầu lo lắng vì vẫn chưa sút vào được quả nào sau đó chợt nhận ra cậu luôn ghi bàn là nhờ những đường truyền của ba chi ra kunigami luôn trở thành bức tường dẫn dụ hậu vệ đối thủ chi luôn ở trong tầm nhìn và chờ những đường truyền bây giờ cậu muốn sức mạnh để chiến đấu đơn độc cậu dồn hết tâm trí và sức lực nhưng quả bóng lại chúng khung thành văng ra phải dùng toàn bộ ý thức vào điểm chạm bóng tung một cú sút giành chiến thắng cậu cảm thấy rất vui vì đang dần tìm ra con người mới của bản thân cậu đã vượt qua bài luyện tập qua cánh cửa tiến vào trong yêu cầu lập một đội với ba người tiến về phía trước tại đây anh vui mừng vì gặp ba chi ra cả hai đang nói về việc chọn người lập đội bỗng na di đề nghị isa di và đội của mình cậu đã từ chối thế là na di quyết định vào đội của isa di sau một hồi do dự isa di đã đồng ý cả đội cùng bước vào màn 3, là trận đấu theo hình thức mini game, thủ môn sẽ là Lu Đội nào giành được 5 điểm trước sẽ thắng, đội thắng sẽ cướp lấy một người ở đội bạn, cùng với việc qua màn, số lượng thành viên sẽ tăng lên. Đội nào lập được đội 5 người và tới được màn 5 thì sẽ vượt qua phòng tuyển chọn thứ hai, đội thua sẽ quay trở về màn trước. Nếu thua trong trận đấu 2 trọi 2, sẽ có một người không được chọn và bị loại, sau đó là công bố thứ hạng mới. Isaji đã đặt hạng 15, Bachi ra hạng 16, Nagi hạng 7. Isaji đã quyết định chiến đấu với đội của Jin. Dù biết là rủi ro rất cao vì họ là những người có thứ hạng đứng đầu, thế là cả hai đội cùng bước vào trận đấu. Họ sử dụng sân bóng mini, thủ môn mỗi bên là Men với cùng tính năng. Trận đấu bắt đầu, Isaji muốn thử sức với ba người. Xếp hạng 1-2-3, cố gắng giành chiến thắng, rồi biến Jin thành đồng đội. Bachi ra hàng hái dẫn bóng, vượt qua đối thủ đầu tiên, đưa bóng cho Nagi sau đó là một đường chuyền bóng thật mềm mại cho Isaji, thế là Isaji đã tập trung vào điểm sút, sút trực tiếp quả bóng vào khung thành. Trình độ của cậu đã tăng lên nhờ bài luyện tập, hơn nữa là cả ba người trong đội đều hiểu rõ vũ khí của nhau nên đòn tấn công mới thực hiện được. Nhưng sau đó hốt hoảng khi biết Jin đã nắm rõ trình độ của mọi người, cho rằng chỗ này là chiến trường, rồi một cú phát bóng đã ghi bàn. Trước sự ngỡ ngàng của đội trắng, Jin coi thường đồng đội lẫn kẻ địch đều chỉ làm nền, muốn nhanh kết thúc để không phải phí thời gian. Trận tiếp theo bắt đầu, Isaji quyết làm cho Jin phải hối hận vì đã xem thường. Ba ra định truyền bóng cho đồng đội, nhưng đã bị Aji bật nhảy ngăn bóng lại. Đội đỏ đã giành được và truyền bóng về khung thành của đôi trắng, nhưng rất may Isaji đã giành lại cẩn thận giữ bóng, nhưng vô cùng bất ngờ Aji đã sút bóng vào khung thành. Khi mà Isaji vẫn đang giữ bóng, trận đấu tiếp tục, Ba ra không truyền bóng mà tự mình vượt qua, nhưng không ngờ tên có phản ứng chậm giờ lại có sự nhanh nhạy vượt trội một mình có thể chặn được ba chi ra giành được bóng và tiến về khung thành của đội trắng ghi được bàn thắng tiếp theo cho đội đội đỏ mới gặp nhau nên không có tinh thần làm việc nhóm chỉ phô diễn kỹ năng cá nhân một cách rời rạc trong khi đó đội isaji đã luôn chiến đấu trong cùng một khu nhưng không hiểu sao vẫn thua nazi sẽ làm cho trận đấu thêm thú vị bắt đầu đưa ra kế hoạch hiện tại kết quả đang là 3-1, nếu thua thêm hai trận thì trận đấu sẽ kết thúc vì thế Naji sẽ kèm cặp aji nên không thể tự do chơi bóng ba chi ra cũng tương tự nếu tiếp tục một trọi một thì sẽ thua nên mỗi người sẽ không đơn độc sẽ tấn công bằng đội hình tam giác điểm mấu chốt là ba chi ra sẽ dẫn dắt tam giác này tới khung thành khi tới khung thành isaji sẽ nhìn thấu được thời điểm sút nhưng jin đã chặn lại được isaji nhanh chóng chuyển bóng cho nazi bằng những kỹ thuật của mình nazi đã ghi được bàn thắng jin lại muốn dùng một cú phát bóng để giành chiến thắng nhưng isaji đã nhanh hơn dùng đầu đẩy bóng ra khỏi khung thành trận đấu tiếp tục bằng quả phạt góc người đá phạt là Jin, Isaji đứng ở khoảng trống để có thể đối phó với cả hai và thu hẹp vùng truyền của đối phương sẽ biến tình huống nguy hiểm thành cơ hội nhưng thật bất ngờ Jin đã trực tiếp ghi bàn từ quả phạt góc đội trắng đều không thể tưởng tượng trận đấu lại tiếp tục Jin xem thường Isaji đã tiến tới gần cậu tạo khoảng trống lớn để Isaji mắc bẫy Jin bám sát Isaji tầm nhìn của cậu đã bị nhìn thấu người chi phối sân bóng không phải là Isaji và là Jin cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc đội đỏ đã chiến thắng đội trắng vẫn còn ngỡ ngàng không theo kịp mọi thứ đang diễn ra người mà đội đỏ chọn là ba chi ra isaji và nazi thua cuộc quay về phòng chờ isaji thất vọng về mình nói bản thân chẳng làm được gì khi lối chơi đồng đội bị hạn chế nazi tiến tới túm tóc nói rằng lập đội với cậu vì nghĩ có thể mạnh hơn nếu chơi bóng cùng cậu nhưng không ngờ cậu lại yếu đuối thế là cả hai tức giận tranh cãi dữ dội nazi chợt nhận ra những trận đấu trước giờ nếu có những người biến không thành một thì những người khác sẽ chơi đồng đội để biến nó thành 100, lối chơi của từng người ảnh hưởng lớn đến toàn đội, thứ được thử thách là năng lực cá nhân, nên những trận đấu dựa vào đường truyền hay lối chơi là không áp dụng, chiến thắng khi một chọi một là chìa khóa vượt qua cuộc tuyển chọn lần hai. Khi cả hai đang trò chuyện thì đội thua tiếp theo đã bước vào, Naji nhanh chóng thách đấu, hắn ta sẵn sàng chờ đợi, cả hai cùng vào phòng nghỉ. Vẫn có đầy đủ tiện nghi, điểm khác biệt nhất là có thể đấu với Lulokmen ở phòng luyện tập, Isaji nhận ra một điều sau trận đấu với Jin vũ khí của cả hai phải có đường truyền, trong khi Nazi là khống chế bóng, còn Isaji là cú sút trực tiếp, nên cần phải có một người hiểu được vũ khí của cả hai. Cả hai đang cố gắng tìm cách để có thể thắng khi một chọi một, dù không có đường truyền. Cả hai bắt đầu lựa chọn, nếu đấu với đội yếu hơn thì sẽ thắng dễ dàng, nhưng vậy sẽ chọn kẻ yếu làm đồng đội, nếu thua ở màn tiếp theo cũng sẽ quay lại. Lúc đó có thể Nazi sẽ bị cướp mất, nên quyết định cố gắng thắng kẻ mạnh rồi biến họ thành đồng đội. Isaji tiếp tục luyện tập phải vượt những người có năng lực tạo ra cơ hội, Nazuhaza xuất hiện cho rằng mình và Isagi sẽ không được lựa chọn nếu thua, thế là cả hai cùng thiết lập trận đấu. Naji và Isaji cùng luyện tập, vũ khí của Bazo là cú sút xa chính xác tuyệt đối, Isaji cho rằng chỉ tìm ra cách đánh bại Bazo. Khi chiến đấu trực tiếp, Naji sẽ kèm Bazo, việc đánh bại bọn họ sẽ là tiến bộ cần thiết để bước vào màn tiếp theo, trận đấu cạnh tranh hai chọi hai bắt đầu. Vừa bắt đầu Bazo đã nhanh chóng cướp được bóng từ Naji, khi Isagi chưa biết nên làm gì thì Bazo đã tung cú sút vào lưới với cự Lisa. Trận bóng tiếp tục, kỹ thuật dê bóng của Isaji không vượt qua Naju nếu tung đường truyền cho Nazi sẽ bị Bazo cướp mất trong lúc do dự. Naji đã đề nghị truyền bóng cho mình, cậu đã tìm ra cách để đánh bại Bazo, Naji sẽ chơi theo lối trực giác. Dê bóng để đối thủ sau lưng không thể dự đoán, không dùng tới đường truyền đặc biệt. Sau đó Naji đã tung cú sút san bằng tỷ số một đều, cả hai sẽ cùng kèm Bazo. Dù vậy Bazo vẫn không chuyển bóng cho đồng đội, nên Nazi nhanh chóng giành được bóng. Với một cú sút Naji đã đá bóng vào khung thành, Isaji cũng muốn tìm cách giành chiến thắng khi một chọi một. Bazo tức giận sử dụng cú sút xa, nhưng rất may thủ môn đã đỡ được. Nazuha ra chụp bóng chuyển cho Bazo, hắn ta nhanh chóng ghi thêm bàn. Nazuha ra muốn đấu với Isaji vì muốn đánh bại cậu. Vì lo nói chuyện Isaji đã bị lừa, cậu vô cùng hoảng sợ vì đến cả Nazu Haza cũng không thắng nổi, Nazu Haza tung cú đá về phía khung thành. Nhưng thủ môn đã chặn được, do cú sút quá nhẹ. Naji và Isaji tiến lên giành bóng, đã bị Bazo xông lên đá thẳng bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-2, Nazu Haza có vũ khí vượt lên phía trước khung thành. Nhưng không có khả năng dứt điểm, Isaji có cú sút trực tiếp trước khung thành, nhưng không sở hữu vũ khí dẫn bóng đến trước gôn. Ai có thể khắc phục nó trước sẽ thắng trong trận đấu này. Isaji là cầu thủ không thể chiến đấu một mình, đang thiếu vũ khí đưa cậu tới khung thành khi một chọi một. Cậu cố gắng tìm thấy thứ mình đang thiếu trong trận chiến này, nếu không khi kết thúc cậu vẫn chỉ là người thường, sẽ thử nghiệm nhiều chiến thuật có thể nghĩ tới. Ngoài việc dê bóng, nếu tạo hai chọi một lúc chuyển bật tường dù chỉ trong tích tắc, ngay cả người thiếu tốc độ như Isaji nhưng đã bị Nazuhaza chặn lại, sau đó đã chuyển bóng cho Naji, Naji nhận bóng và ghi thêm bàn thắng tỷ số đã là ba đều sau một hồi isaji quyết định thay đổi suy nghĩ trước khi hành động thay đổi là thứ chỉ bắt đầu khi phá vỡ bản thân bazo lại dùng cú sút xa Naji dùng chân đã trận được bóng isaji giữ được bóng và phản công nhưng đã bị nazu ha ra từ phía sau chạy lên giành mất bóng chuẩn bị tung cú sút thì thấy Naji đang trận phía trước dù không muốn nhưng đành nhanh chóng chuyển bóng cho bazo và Bazo đã ghi được điểm, tỷ số DAC là 4-3, nghiêng về đội Bazo, Isagi nhớ lại lúc nãy thấy lối chơi solo của Nazuhaza rất đáng sợ, cậu ta luôn tấn công từ góc chết, thế là Isaji đã hiểu ra vấn đề, một chọi một không chỉ là tranh đấu khi giữ bóng, mà là di chuyển không bóng, chuyển động không bóng cũng là một chọi một, trận đấu lại tiếp tục, Isagi đang giữ bóng và đối đầu với Nazuhaza chợt nhận ra cậu ấy luôn nhắm vào góc chết của mình cũng trong trận đấu trước jin cũng đã lợi dụng góc chết của isaji cậu đã tìm thấy mảnh ghép mới trong tư duy là góc chết và di chuyển không bóng trong lúc đó nazi lại ghi thêm bàn thắng hiện tại đã là bốn đều trận tiếp theo đội nào ghi được trước sẽ chiến thắng isaji vẫn đang suy nghĩ về góc chết và di chuyển không bóng bỗng khung cảnh diễn ra trên bàn ăn của chị em nhà nazu haza tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn rất vui vẻ nazu haza ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống của cả nhà thoải mái hơn cậu cố gắng luyện tập và đã được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ mọi người đều đặt niềm hy vọng vào cậu trước khi đi cậu được người chị đưa cho một vật trên đó có những dòng chữ chúc lành của các chị em quay lại trận đấu cậu đã lấy ra xem để có thể tiếp thêm sức mạnh ba jo đã giành được bóng nazi đứng trận góc phải khung thành để ba jo không thể sử dụng sở trường của mình nhưng ba jo không để ý tới quyết làm theo cách của mình Tông cú sút xa vào phía góc trái, làm mọi người ngỡ ngàng, nhưng rất may thủ môn đã chặn được. Isaji và Najuhaza nhanh chóng chạy về quả bóng. Naji cũng tiến lên, Najuhaza đã chạm được bóng trước, nhìn thấy góc sút bên trái khung thành đang trống, nếu đỡ bóng sẽ bị cướp đi mất. Truyền cho Bazo là cách chắn chắn hơn, nhưng cậu lại chọn bắt trước vũ khí của Isaji, nhanh chóng tung cú sút trực tiếp để làm thay đổi cuộc đời nhưng bóng trúng cột dọc văng ra, Naji giành được bóng, cố chuyển cho Isaji để phản công, Isaji thấy Nazuha bắt trước, đó nhận cảm hứng từ lối chơi của mình và khoảng cách thắng bại rất nhỏ, Isaji chạy về khung thành đối thủ, Bazo nhanh chóng kèm sát. Lúc này cậu phát hiện thứ mình còn thiếu là chuyển động mắt của kẻ địch, tầm nhìn luôn ở phía trước, không thể nhìn cả hai bên cùng lúc. Vì vậy Isaji sẽ tiến vào góc chết được sinh ra, rồi chạy ngược với trọng tâm của ba cô, sau đó Nazi chuyển bóng, Isaji đã bắt trước kỹ năng của Na- Tông cú sút bóng bay thẳng vào lưới, đội của Isaji đã chiến thắng. Nazuhaza thất vọng ngồi bệt xuống, hiểu ra thứ cần thiết của mình là vũ khí. Mang tên cú sút trực tiếp của Isaji nên đã sao chép, nhưng chỉ là bắt chước tạm bợ. Còn Isaji lại khác, cậu đã nắm lấy vũ khí của Hazunaza, biến nó thành của mình, và công nhận Isaji là thiên tài. Với khả năng thích ứng, đội Isaji đã chọn Ba Zou cùng vào màn trong. Quay lại 24 giờ trước, Chizizi và Kunigami đang phân vân, không biết chọn ai vào đội. Sau khi nhìn thấy Geo ngồi một mình, cả hai quyết định mời anh vào đội. Sau khi trận đấu kết thúc, cả ba vào phòng nghỉ. Không ai ngờ Bazo lại là một người vô cùng ngăn nắp, khiến Isaji tò mò về con người Bazo. Isaji đề nghị cùng luyện tập, nhưng chỉ có Isaji và Nazi cùng luyện bóng. Bazo luyện thể chất kỹ lưỡng và nghiêm khắc, đã làm cho Bazo có sức mạnh. Isaji cùng tập luyện theo. Thấy vậy Nazi cũng tập, Anji báo cáo với mọi người về cuộc huấn luyện tiếp theo, nhưng điều mà bọn họ muốn là ngôi sao tiếp theo của đội tuyển Nhật. Ego lập tức phản bác, cho rằng bọn họ tạo ra một thiên tài ăn liền, ra nước ngoài thi đấu mà không chuẩn bị, khi không đạt được thành tích, lại lấy cơ khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, và như vậy bóng đá Nhật Bản sẽ mãi ở hạng 3, không thể tạo ra một tiền đạo số 1 thế giới. Anh hứa sẽ tạo ra một thiên tài trong lưu lốc, là người có tài năng, là khả năng minh chứng năng lực của bản thân. Bọn họ cùng trông chờ vào điều đó, không quên đe dọa nếu kế hoạch bị thất bại, đội của Chi cũng đang cố gắng luyện tập, phối hợp cũng rất ăn ý. Cùng bàn luận về những đội Isaji, phải mau đi tiếp để có thể đuổi kịp họ. Zeo chỉ cần hạ được Nazi để phục thủ, Isaji nhớ lại lời nói của Nazuhaza. Cậu đã sao chép được vũ khí chạy về sau của cậu ấy, giành chiến thắng, nên cho rằng kết hợp với đối phương để trở nên mạnh hơn. Cậu sẽ thích ứng với Bazo, muốn tạo ra phản ứng hóa học trong lối chơi, phải hiểu được phong cách chơi mà cả hai mong muốn. Lối chơi của Bazo là hành động vì bàn thắng của mình. Isaji cho rằng lối chơi đó Bazo đã thua, hãy cùng phát huy lối chơi đồng đội, dù một mình ghi bàn cũng không làm cả đội cùng thắng. Nhưng Bazo vẫn kiên quyết, không đi ngược lại luật thắng với bàn thắng của mình, nếu lựa chọn Nazuha ra thì sẽ thấu hiểu nhau hơn, nhưng không tạo ra được phản ứng hóa học. Còn Bazo sở hữu tài năng mà Isaji nỗ lực cả đời cũng không thể có được, sau một hồi thuyết phục Bazo vẫn không hợp tác, tại phòng tắm Isaji đã gặp Kunigami. Ngạc nhiên vì Isaji vẫn còn ở màn ba, sau khi kể hết mọi việc, Chi Zizi cũng xuất hiện, tức giận vì Di đã bỏ đi trước. Sau đó tất cả mọi người đều có mặt. Zeo tứ giận xem Naji là địch vì mình là người không được chọn. Tại đây mọi người quyết định đối đầu nhau. 24 tiếng đếm người cho tới khi trận đấu bắt đầu. Trong phòng tập đội của Di bắt đầu lên kế hoạch chiến đấu. Nhưng thấy tình hình Nazi và Bazo khó phối hợp với nhau trên sân. Và chỉ còn cách thích ứng với cả hai trở thành chìa khóa tạo nên phản ứng hóa học. Nhưng do khả năng kiểm soát bóng của Nazi, khả năng dê bóng của Bazo. Cú sút trực tiếp của Isaji là vũ khí của đội, tuy nhiên để thắng được đội của Jin còn thiếu sức mạnh mang tính quyết định, đó là tốc độ của Chiziji. Nhưng Bazo lại muốn khả năng giữ bóng của Kunigami, Naji thì lại muốn Zeo chỉ vì lời hứa. Đội của Chiziji cũng đang bàn kế hoạch, cùng luyện tập phối hợp. Zeo sẽ kèm Isaji, Kunigami sẽ kèm Bazo, sau khi chiến thắng cả hai muốn lựa chọn Naji, nhưng Zeo không đồng ý nên sau khi trận đấu kết thúc sẽ bỏ phiếu quyết định tại nhà ăn màn 4, đội của Jin đi đến đâu thì các đội còn lại sợ hãi bỏ chạy. Vì đội của họ là top 3, Tokimitsu và Aji hoảng sợ vì sẽ không qua màn do không có đội để đấu. Chỉ ba chi ra không định chiến đấu mà đợi đội của Isaji, thế là đã đến cuộc tuyển chọn lần 2, Isaga vì để đoạt lại ba chi ra. Nên nhất quyết phải thắng trong trận này, ba chi ra đến gặp Jin trong phòng tập và muốn cùng chơi bóng với cậu ấy, trận đấu cạnh tranh ba chọi ba bắt đầu đội Isaji màu trắng, đội Chizizi màu đỏ, khi đối mặt với đối thủ, Isaji lại không hề thấy sợ hãi. Và câu trả lời sẽ được kiểm chứng bằng chiến thắng này, Bazo đã lấy được bóng, nhưng Isaji cảm thấy rất lạ vì kiểu phòng ngự lúc gần lúc lùi xa. Kunigami dùng thân phòng thủ để tiến vào lãnh địa của cú sút xa, Bazo dù bị ép sát vẫn không chuyển bóng. Nên Isaji sẽ hỗ trợ và đưa bóng lên phía trước, dù cố gắng thuyết phục nhưng Bazo vẫn không chuyển bóng, Zeo nhanh chóng lao đến và giành bóng, đưa bóng đến gần khung thành. Một mình Isaji chọi với Zeo và Kunigami, nhưng bất ngờ khi Zeo đã chuyển bóng không phải cho Kunigami, mà là chuyển cho Chizizi. Nazi đã đuổi kịp, nhưng tốc độ của Chizizi quá nhanh. Đội hình của Isaji đã phá hủy, còn ba người đội Chizizi lại thấu hiểu vũ khí của nhau, màn phối hợp đẳng cấp. Cuối cùng Chizizi đã sút bóng vào khung thành, mở đầu trận thắng đầu tiên cho đội. Isaji rất háo hức trông chờ vào phản ứng hóa học, sẽ kết hợp những mảnh ghép mới. Với năng lực nhận thức không gian của mình, có thể nhìn thấy tầm nhìn của đối thủ và đồng đội cậu có thể nhìn thấy lối chơi của từng người chính xác. Chi tiết hơn trước, cậu hình dung rất nhiều con đường dẫn đến bàn thắng, nhanh chóng chuyển bóng cho Bazo, sau đó băng qua Geo về phía ngược lại. Con đường dẫn đến khung thành đã được mở, nhưng bất ngờ Bazo lại không chuyển bóng cho cậu, cuối cùng bị Kunigami giành mất. Nazi cố cản chi Gigi, lo sợ của Isaji đã xảy ra, với cú sút của Kunigami bóng đã vào khung thành, đội đỏ đang dẫn trước 2-0. Nazi đã chất vấn Bazo, sau đó dẫn đến tranh cãi, cả hai không thể kết hợp, Isaji cần phải kiểm soát đội. Những mảnh ghép lại chuyển động, cậu lại sắp xếp dữ liệu, tìm cách để tạo nên phản ứng hóa học giữa ba người, trận đấu tiếp tục. Isaji đang giữ bóng, hoảng hốt khi nhìn thấy con đường chết chóc khi truyền cho Bazo, nên quyết định truyền bóng cho Nazi vì cảm nhận được những bàn thắng. Với đường di chuyển không bóng của cậu ấy, Chi bám sát nên Nazi đã đỡ bóng từ hướng ngược lại, tạo ra góc sút, một lối chơi vượt trên cả hình dung, rồi sút thẳng bóng vào khung thành đã phát hiện phản ứng hóa học của mình và Nazi, nhưng như vậy thì chỉ ngang cơ nhau. Cần phản ứng hóa học với Bazo, đó là chìa khóa cho chiến thắng, nên Isaji đã đến thuyết phục Bazo, hãy nghĩ về bàn thắng và di chuyển. Nhưng Bazo vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình, Isaji tức giận vì muốn giỏi hơn, nên mới lập đội với Bazo, nhưng Bazo lại không thích lối chơi mà Isaji đưa ra. Nazi cho rằng không bận tâm tới Bazo, chỉ cần hai người là đã chiến thắng, Bazo vẫn ra vẻ mình là vua khi không thừa nhận thua cuộc sẽ không hiểu được tiếc nuối thật sự tiếng còi lại vang lên trận đấu tiếp tục Geo đã giữ được bóng sau đó mặt bóng vượt qua Isaji đang tiến dần đến khung thành Usaji chặn bóng Geo nhanh chóng chuyển cho Kunigami Geo vượt lên nhận lại bóng sau đó đã chuyển bóng cho Chizizi Naji nhanh chóng tiến tới ngăn cản nhưng bất ngờ Chizizi lại chuyển về phía Geo đang đứng trước khung thành Isaji bám sát phía sau Geo đột nhiên Kunigami xông tới dùng đầu đội bóng vào khung thành Tỷ số đã là 3-1, những mảnh ghép lại hoạt động. Isaji không hình dung chiến thắng khi chỉ có mình và Nazi cuối cùng cậu đã hoàn thành những mảnh ghép, hiểu ra vấn đề không phải là phát huy, mà là nút chừng Bazo, chơi bóng không để hòa hợp với người khác, mà để giành chiến thắng, muốn được như vậy cần đổi cách sử dụng sức mạnh, không lôi kéo Bazo, tự mình chi phối sân bóng, trận đấu lại tiếp tục, sau khi theo dõi thì đội đối phương luôn cảnh giác chuyển động của Nazi nhưng với Bazo lại rất lỏng lẻo. Hiện tại tất cả đều nghĩ Bazo là đồ bỏ, Isaji quyết định dẫn bóng cho Bazo. Nhưng đây lại là một cú lửa, thật ra là sự chuyển động, để phân tán sự chú ý vào Nazi, tạo ra góc sút. Naji đã đón bóng bằng một chạm, tuy Naji đã lấy được bóng, nhưng lại bị kẹp chặt giữa Chizizi và Zeo. Kunigami thì đang kèm Bazo, Isaji tự mình băng đến trước khung thành. Naji nhanh chóng chuyển bóng cho Isaji bằng một cú sút. Bóng đã vào khung thành, trước sự ngỡ ngàng của Bazo, vì chiến thắng mà đã lợi dụng mình, tỷ số đã là 3-2. Isaji và Naji cùng quyết giành chiến thắng, không còn quan tâm đến Bazo, trận đấu lại tiếp tục, đội đỏ liên tục chuyển bóng cho nhau. Vẫn chưa biết việc đối đầu có rủi ro thế nào nên rất cảnh giác Isaji và chờ đường truyền. Khi bóng được truyền cho Kunigami thì Bazo đã giành được bóng, nhưng nhất quyết không truyền cho đồng đội, cuối cùng đã bị mất bóng, nhưng Isaji đã giành được bóng. Tất cả đều cho rằng cậu đã dự đoán được mọi chuyện, Chizizi nhanh chạy đến cướp bóng, Isaji bình tĩnh truyền cho Naji, bóng lại vào khung thành. San bằng tỷ số 3 đều, đội đỏ bắt đầu hoảng sợ vì đã bị nhìn thấu chuyển động. Người chi phối lại là Isaji và Naji tiếp tục trận đấu. Bóng được chuyển đến cho Chizizi nhưng Naji bám sát, đã biết cách chặn lại vì Chizizi sẽ giảm tốc độ lúc đón bóng. Naji nắm vào điểm đó chặn đường khi biết được Chizizi đã không dừng lại mà vẫn lao về phía trước. Dẫn bóng không giảm tốc, Bazo ra sức chặn lại nhưng vẫn không kiểm soát được tốc độ của Chizizi bóng vào lưới tỷ số 4-3. Bazo vô cùng tức giận khi không ghi được bàn thắng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng làm người chi phối trên sân cỏ cho rằng mình có tài năng ngoài mình ra tất cả đều là nhân vật phụ sau đó quyết định từ bỏ việc thấu hiểu người khác theo đuổi bóng đá của riêng mình rồi chợt nhận ra thứ khiến mình yêu thích bóng đá là kéo những người đánh cược cả sự nghiệp bóng đá xuống khỏi sàn diễn chính bằng bàn thắng của mình hiện tại tỷ số là 4-3, nghiêng về đội đỏ nhanh chóng ba đã giữ bóng sút trực tiếp vào khung thành nhưng lại chúng xà lan văng ra đội đỏ nhanh chóng phản công nazi bám sát kunigami bóng được chuyển đến cho zeo Isaji vượt lên định trận bóng, Geo đã dùng chân sút bóng văng ra, Bazo chớp thời cơ chụp bóng, đã nhìn thấy phạm vi sút của mình đang trống, chỉ cần đỡ bóng một chạm và dẫn thêm khoảng 2 đến 3 mét nữa là có thể ghi bàn, nhưng Chi đã tiến lại gần. Bazo lo sợ sẽ bị cướp mất bóng, bỗng Isaji chạy thẳng về trước, trước sự bất ngờ của mọi người, Bazo đã chuyển bóng cho Isaji và cậu đã sút thành công vào khung thành, tỷ số đã là 4 đều, Bazo tuyệt vọng, mọi thứ đều vụn vỡ. Thật ra đường truyền đó là bị bắt phải truyền. Bazo đã nhận ra nhân vật chính hiện tại là Isaji và bóng đá không phải là môn thể thao của riêng mình. Đội đỏ bắt đầu bàn kế hoạch, không để Isaji có bóng. Cách để ghi được bàn là dựa vào tốc độ của Chi Zizi, bên đội trắng cũng bắt đầu bàn bạc. Trước hết phải cướp được bóng, phải lưu tâm đến Chi Zizi, vì có kèm thì cậu ta vẫn vượt qua, bằng tốc độ nếu chạy song song. Isaji cho rằng không cần bàn với Bazo, vì cái kết của lượt chơi cuối sẽ do Isaji và Naji quyết định. Trận đấu lại bắt đầu, Geo đang giữ bóng, lựa chọn để truyền bóng cho đồng đội, Chi Zizi thì bị kèm sát, nên chỉ có thể truyền về phía sau, rồi truyền bóng cho Kunigami, sau đó lại truyền ngược lại cho Geo, cho rằng mình và Kunigami không thể tấn công. Nhưng vì muốn thắng Isaji, Geo quyết định mở đường truyền, dẫn bóng đến Chi Zizi, dường như Chi Zizi đã phát hiện được đường dẫn bóng. Bất ngờ Naji lại lao vào đường truyền của Geo, vì thấy bản thân không thể thắng khi so tốc độ với Chi Zizi, nên quyết định một ăn hai thua trực tiếp cướp lấy đường truyền. Zeo vô cùng ngạc nhiên vì Isaji đã nhìn thấu toàn bộ tình huống từ trước. Naji đã chặn được bóng, đá bật về phía Bazo, Nazi cũng tiến lên, Chi bám sát theo, lần đầu tiên Bazo cảm giác. Có người khoe khoang con đường dẫn đến bàn thắng cho mình thấy, và nhân vật phụ là mình chỉ cần truyền là thắng, giờ cậu đã hiểu rõ cảm giác của những người phụ. Đã giao phó bàn thắng cho những tiền đạo áp đảo, để được cứu khỏi cảm giác thất bại, nhận ra có thể thắng với đường truyền của mình là một đội. Bazo đã phát hiện phản ứng hóa học giữa mình và mọi người, nhưng khi định tung cú đá, bỗng thấy có rất nhiều thứ đeo bám mình, đó là tương lai đứng chờ đường truyền. Chợt nhận ra giao phó bàn thắng sẽ cứu rỗi, Bazo lấy lại tinh thần, ngoặt bóng, rồi rẽ bóng vuông góc. Sau đó dùng Isaji làm mồi nhử, để chi di mắc bẫy, rồi tiếp tục ngoặt bóng, dẫn bóng rích rắc. Tất cả không thể tin Bazo đang thức tỉnh cách di chuyển mới. Sẽ tồn tại vì bàn thắng của bản thân, đã dùng Isaji để che giấu chuyển động tiếp theo, rồi nuốt chừng cả đồng đội hấp thụ lẫn nhau, đó là phản ứng hóa học của cả ba, sau đó tung bóng vào khung thành, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Màn đấu đã kết thúc, Isaji và Naji đều rất ngưỡng mộ pha ngoặt bóng rích rắc, trước giờ ba luôn nghĩ sân bóng là của riêng mình. Nhưng cả hai đã xuất hiện và cướp mất vai diễn chính, nên để tồn tại ở đây, Bazo đã tìm ra cách chế ngự sân bóng với vai phản diện, Anji theo dõi trên màn hình. Khâm phục Bazo có được kỹ thuật, cú ngoặt bóng rích rắt, tung cú sút chính xác vào góc phải của khung thành, cũng phải thuộc hàng đầu trong nước. Đó là tài năng của Bazo, ego cho rằng thất bại là không thể tránh khỏi, dù là cầu thủ tấn công số 1 thế giới cũng không thể thắng mọi trận đấu, quan trọng là học hỏi từ thất bại, để không lãng phí nỗ lực của bản thân, nên mới sinh ra không bỏ cuộc, ước mơ phải được thực hiện thì sự tồn tại của nó mới có ý nghĩa, nên thất bại chính là ngã rẽ của ước mơ, lúc đó cần phải có một tâm hồn mạnh mẽ, để thừa nhận sự bất lực của bản thân và tài năng để đối diện với tuyệt vọng, con đường ước mơ của mỗi người có lúc phải trải qua từ bỏ mới tìm được lối ra, nhờ đó biến nó thành khả năng hoàn toàn mới. Chi Zizi hối hận nếu nhận được đường truyền đó, thì đã có thể ghi bàn. Geo vẫn chưa hiểu tại sao mình lại thua. Isagi vì muốn thắng đội Jin, giành lại ba chi ra, nên cậu quyết định đưa ra lựa chọn đồng đội tiếp theo. Đội trắng đang phân vân chọn người, bazo vẫn muốn chọn Kunigami là người giữ bóng tốt hơn. Naji phản bác vì Geo cũng có thể cầm bóng tốt, ngoài ra còn giữ cân bằng công và thủ là lựa chọn tốt nhất để cả ba tự do di chuyển theo ý mình nhưng Isaji cho rằng chìa khóa của cuộc tuyển chọn lần hai là phản ứng hóa học nên cần một người sẽ nuốt chừng mọi người thế là mọi người quyết định chọn chi Na đến để động viên an ủi nhưng geo tức giận cho rằng nazi đã thay đổi và không còn cần mình thế là kunigami và geo quay về màn hai Isaji, Naji, bazo và chi tiến vào màn bốn ngay từ nhỏ ba chi ra rất thích có một người bạn thật để cùng chơi bóng đá vui vẻ vì từ trước giờ cậu chỉ chơi với người bạn tưởng tượng ba chi ra đã mệt nhòi khi luyện tập cùng với jin tại phòng nghỉ isaji cảm thấy bắt đầu có phiền phức vì ba người họ chỉ phản ứng hóa học theo hướng xấu sau đó isaji và ba jo cùng đến nhà ăn ba jo đã có nhiều câu hỏi dành cho isaji sau khi biết được nhờ vậy mà isaji có thể chi phối sân bóng thì đã trách cậu lại không nói sớm nhưng sau trận đấu isaji cũng tự nhận mình đã quá lời khi gọi bazo là thằng kém cỏi bazo cũng tự nhận mình vẫn còn non nớt nhưng không phải là người nhát gan biết đau mà không chịu thay đổi trong phòng chị Gigi và Na cùng trò chuyện về Noe là tiền đạo số một thế giới hiện nay Gigi cảm thấy hơi bất công khi Na chẳng biết gì về bóng đá mà lại rất giỏi Na quan tâm đến vết thương ở chân của Gigi, cậu cho rằng chân phải vừa là cộng sự vừa là quả bom nếu bị thương nữa thì sẽ nguy to tuy vậy vẫn không hối hận trên đường về phòng isaji suy nghĩ Bazo đã tái sinh còn có na Chi Gigi và mình đã rất phấn kích, rất muốn mau chóng đối đầu với tội của Jin. Trong phòng tập Ba Chi ra cố gắng luyện tập cùng Jin. Jin phát hiện Ba Chi ra với lối dê bóng dựa vào cảm tính trông có vẻ vui, nhưng lại nhìn thấy cậu rất sợ phải chiến đấu một mình, đã làm Ba Chi ra nhớ lại lúc nhỏ. Cậu rất yêu bóng đá và đặc biệt rất thích dê bóng. Cậu rất thích chơi bóng cùng với các bạn, nhưng sau đó đã ra tay đánh khi người bạn đó nói cậu rất kỳ lạ khi về nhà cậu đã kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe bà đã động viên cậu phải tin tưởng vào niềm vui của bản thân tiếp tục chơi bóng là được rồi từ đó cậu đã chơi bóng một mình tưởng tượng ra một con quái vật cùng chơi lớn lên một chút cậu ra tham gia vào đội bóng trong khi thi đấu cậu lại không không truyền cho đồng đội mà lại truyền cho con quái vật của cậu ở nhà khi nhìn những tiền đạo thi đấu trên màn hình cậu liền mơ ước một ngày nào đó cũng muốn thử chơi thứ bóng đá như vậy cậu vẫn tiếp tục tin tưởng vào niềm vui bóng đá nhưng sẽ không ai hiểu cho cậu khi cậu chơi bóng một mình những lúc như vậy cậu đều cảm thấy cô đơn trong một lần mệt mỏi về nhà cậu đã nhận được thư mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ thế là cậu đã gia nhập vào lưu lốc tại đây sẽ có những người chơi bóng theo nhiều kiểu khác nhau cậu sẽ tìm được người sánh ngang với con quái vật đó từ lúc đó cậu đã gặp và tin vào isaji là người hiểu được bóng đá của cậu nhất là người có thể cảm nhận niềm vui giống cậu hiện tại cậu hơi ngạc nhiên khi jin biết được cậu đang tìm kiếm một ai đó cậu đã đến lưu để tìm kiếm con quái vật thực thụ nên jin cho rằng lối chơi của cậu vừa hèn nhát vừa hời hợt ba chi ra tại nghĩ jin chính là con quái vật mà cậu vẫn chưa thể hiểu được khi cả hai vừa ra khỏi phòng tập đã gặp isaji đứng đợi như đã hứa cậu đến để cướp lại ba chi ra isaji khiêu chiến cùng với jin trong khi đó ba chi ra lại phấn khởi muốn biết giữa isaji và jin con quái vật nào sẽ khiến trái tim cậu vui vẻ hơn Bắt đầu cuộc tuyển chọn lần hai, đối thủ của Chi là Aji Tokimitsu vô cùng hoảng loạn, đề nghị tạm dừng cuộc đấu vì thiếu tự tin. đã làm Bazo nổi giận, đề nghị thay đổi đội hình để mình đối đầu với Tokimitsu. Naji vẫn muốn đấu với số 1. vì muốn trở nên mạnh hơn. Thế là Jin đối đầu với Naji. Cuối cùng Isaji sẽ đối đầu với bachiza Tiếng còi vang lên trận đấu bắt đầu. bachiza đang dẫn bóng với màn đảo bóng chéo chân tốc độ cao đã làm Isaji không thể cướp bóng rồi vòng lại từ động tác giả ba chi ra vô cùng ngạc nhiên vì nếu như trước kia đã có thể vượt qua được isaji quan sát toàn bộ sân bóng và tiến hành chạy chỗ isaji không chỉ đối đầu một chọi một với người trước mặt mà còn phòng thủ để đối phương không vượt qua ở phía sau nếu ba chi ra vượt qua được không có ai sẽ có cơ hội ghi bàn với một cú sút khả năng phán đoán trong chốc lát của isaji đã khác xa so với trước Thế là Ba Chi ra đành liều tấn công thẳng, về phía có Nazi bổng Ba xuất hiện đã làm Ba Chi ra ngạc nhiên vì cậu ấy đã đọc được chuyển động của mình. Ba Chi ra bị bao vây phía trước là Isaji, sau lưng là Ba nên đã nhanh chóng chuyển bóng cho Tokimitsu nhưng Isaji đã nhanh chân giành được bóng. Isaji đã chuyển với một đường cong thật đẹp cho Naji, Jin đã bị đề phòng nên không thể xông vào, việc Naji giữ nguyên tư thế rồi đưa bóng ra phía trước dù Jin có dừng lại một nhịp cũng sẽ bị chặn lại, chỉ mới đối đầu trong một trận mà Jin đã lắm rõ tình hình của Nazi, sau đó đã chuyển bóng. Chi chạy lên, khoảng cách với Aji và Jin cùng tốc độ tối đa của Chi sẽ chạm bóng trước một khắc. Là một điểm đột phá có một không hai, tất cả mọi việc đang diễn ra, ba Chi đã nhìn thấy phản ứng hóa học, bóng đã vào lưới. Mở tỷ số một 0 trận đấu lại tiếp tục, ba Chi đã có phòng bị, vừa canh chừng ba Jo vừa dẫn bóng. Đột nhiên ba Chi ngừng dê bóng, Isa tiến lên, nhưng ba chi ra đã chuyển bóng mà không nhìn về phía aji chi Zizi có thể chạm bóng trước nhưng không ngờ aji lại phóng vượt lên đá bóng đi trước khi tốc độ của chi Zizi đuổi kịp toki mitsu chạy lên trận bóng nhưng vì bị ba kèm sát nên chỉ chuyển một chạm tất cả đều hoảng hốt vì bóng đang trong tầm sút của jin naji chạy đến trận jin đã làm động tác giả để dụ naji khiến cậu ấy lao vào nhờ vậy mà isa đã đuổi kịp chi Zizi cũng vượt lên cả hai cùng kẹp jin ba chi ra nhanh chóng chạy lên tạo thành tình thế hai trọi hai jin lại giả vờ sút bóng để lừa chi zizi isa nhanh chóng chạy đến giành bóng nhưng jin đã bật nhảy sút bóng trực tiếp vào khung thành tỷ số đã là một đều tuy không thể trận được nhưng isa đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa trong chuyển động của jin tất cả các mảnh ghép trong cậu đang hoàn chỉnh việc na bị vượt qua là do jin đã di chuyển để có thể nhận bóng từ phạm vi sút của chính mình jin đã dự đoán trước tới vài bước tương lai và người bắt kịp lối tư duy của jin chỉ có mình isa trận đấu lại tiếp tục để đối phó với Aji sẽ dùng băng lên hoặc truyền, nhưng Jin lại di chuyển vào vị trí, có thể phản ứng với lựa chọn của Chi Zizi. Khi mà tất cả đều tập trung vào Naji, Isaji sẽ băng vào ngõ tắt từ góc chết. Thế là Chi Zizi đã truyền bóng cho Isaji, nhưng thật bất ngờ Jin đã phóng lên đỡ bóng. Mọi hành động của Isaji đều nằm trong suy nghĩ của cậu ta. Sau đó Jin đã truyền bóng cho Ba Chi ra. Khi bị Isaji cản đường, Ba Chi ra đã đá bóng xoáy ngược, bóng xệt sát mặt đất rồi bay lên. Bóng được chuyển đến cho Aji Chizizi đã bám sát, Nazi cũng đã quay ngược lại khung thành và có thể giành bóng với chiều cao đó. Aji chợt nhận ra đường cong sẽ là đường truyền của người khác nếu đợi ở tận điểm rơi bóng, thế là anh đã bay lên nhận bóng, đội đầu đưa bóng vào khung thành. Tỷ số là 2-1, Isaji và Jin so kè, giành quyền làm chủ sân bóng, việc đối phó với Jin đã là căng thẳng. Nhưng bây giờ ý tưởng của Bachiza đã tác động vào phản ứng hóa học của top 3, trận đấu lại tiếp tục, Isaji luôn nhắm đến đường truyền của Chizizi. Vừa chuyển qua và dùng ba làm mồi nhử, Tầm nhìn của Isaji và Jin ở cùng một đẳng cấp, nhưng vì sự cách biệt về thể chất, nên Isaji vẫn chưa thể thắng được. Thế là Naji quyết trở thành mảnh ghép cuối cùng. Naji phóng thẳng lên cản đường của Jin để bóng có thể vượt qua đến với Isaji. Sau đó Isaji đã sút trực tiếp ở đằng sau Jin. Jin đã nhanh chóng tiến tới và bất ngờ vì Nazi đã tung cú giả vô lê hai tầng, sút bóng vào khung thành. Tỷ số hai đều đã làm Jin tức tới phát điên. Anji theo dõi trận đấu cho rằng pha bóng của Aji là một kỳ tích. Ego lại cho rằng khi mọi điều kiện trở nên tối ưu, màn trình diễn sẽ vượt qua sự hiểu biết của con người. Tất cả đều vui mừng vì bàn thắng lúc nãy. Isaji chợt nhận ra, nếu chơi cùng với Naji có thể ngang cơ với Jin, năng lực nhận thức không gian của Isaji. Cùng với kỹ thuật đá bóng của Naji có thể thắng Jin, tình huống ghi bàn là sự kết hợp của nhiều người. Nhưng nếu không thể một mình thắng Jin, sẽ không trở thành tiền đạo số một thế giới. Trận đấu lại bắt đầu, Jin tung cú đá chuyển bóng cho Tokimitsu, ở đó có BaZo, cho rằng đây là chuyển lỗi nhưng Isaji đã nhận ra đó là đường truyền xoáy ngược, bóng đã được Tokimitsu giữ, Jin có thể tự do di chuyển. Sau đó đã chuyển bóng cho Aji, nhanh chóng cậu đã đỡ bằng ngực, nhưng Chi Di Di tiến lên trận phía trước, thế là Aji liền chuyển bóng cho Jin. Naji nhanh chóng chạy đến, để ý góc sút của Jin, khi nhìn thấy Jin chuẩn bị sút, Naji liền cho rằng đó lại là động tác giả. Nhưng không ngờ Jin đã quay người kiểu comba, rất may Isaji đã vươn tới, cho rằng mình nhanh hơn Jin một bước. Nhưng thật ra lại chậm hơn hai bước, bóng lại được truyền cho ba chi ra isa di chợt nhận ra cả quá trình tất cả đều là con rối của jin và ba chi ra đã đá bóng vào khung thành tỷ số đã là ba hai tất cả đã thấy sự nghiêm túc của jin bất kể đối phương hay đồng đội bóng đá của cậu ta là thao túng tất cả isa di chợt nhớ lại bản chất bóng đá của jin là lối chơi điều khiển suy nghĩ chi phối jin còn nắm rõ năng lực của mỗi người kéo tiềm năng lên mức cao nhất isa di bắt đầu lo sợ liệu mình có thể nuốt chừng một thiên tài bằng sức mạnh của mình không nazi đề nghị chỉ còn cách vượt qua tưởng tượng của jin kết hợp vũ khí ở mức cao nhất trận đấu lại tiếp tục đội của jin đã thay đổi cách phòng thủ bóng được truyền cho chi zi để băng lên theo chiều dọc đã ngoặt bóng và lách vào trong vẫn giữ tốc độ tối đa chi zi đã dẫn bóng xâm nhập đội hình đối phương sau đó đã chuyển bóng cho nazi bằng một cú tạt cánh tuyệt đẹp isaji băng qua góc chết của họ chạy ra phía ngoài lao ngược về phía trọng tâm của ba chi ra lúc vào trong sẽ đổi hướng khi đang dẫn bóng chỉ cần dứt điểm nữa thôi, bỗng Jin đã trận phía trước. Trong lúc Isagi đang hoảng sợ vì chuẩn bị mất bóng, đột nhiên Baro xuất hiện cướp lấy bóng. Baro đã chờ đợi ra một đòn tấn công từ góc chết của con mồi, phát hiện lối chơi cướp bóng từ đồng đội không có trong từ điển của Jin. Với sức mạnh của mình đã chứng minh sự tồn tại có vị vua Bazo, bóng vào khung thành, tỷ số là ba đều. Không ngờ Baro lại là sự dị thường không thể dự đoán đối với thiên tài Jin. Chỉ cần trở thành sự tồn tại không thể dự đoán là sẽ không bị Jin chi phối, Isaji đã hoàn thành các mảnh ghép, cuộc đấu càng trở nên gây cấn hơn. Jin sẽ không cho sự việc đó lặp lại. Khi trận đấu bắt đầu, Isaji đã đề nghị Chi Zizief sân dùng tốc độ để dồn người cầm bóng. Naji sẽ kèm Aji, đã có sự thay đổi vị trí, bóng được truyền cho Ba Chi ra để dẫn bóng băng vào. Cậu quay lại thấy Jin đang đợi bóng ở vị trí rất đẹp, nhưng lại biết Isaji đang để ý chuyển động của Jin, thế là Ba Chi ra tự mình mở đường, khả năng dẫn bóng đối đầu với Chi Gigi. Khi đang chuẩn bị chuyển bóng, bất ngờ khi Isaji ở phía trước, Ba Chi ra bị kẹt ở giữa hai người, nhưng khi vừa lách qua, bóng đã bị Bazo cướp mất. Toki Mitsu vẫn bám sát lấy Bazo, để tránh né Bazo đã ngoặc bóng, nhưng đã bị Jin đá ra ngoài, thế là đội trắng được ném biên, Isaji phát hiện Jin không phán đoán trước, mà chỉ phản ứng kịp thời phản bóng, Hiện tại chỉ cần ai kiểm soát được ba Joe và sân bóng là sẽ chiến thắng. Ba chi ra ngưỡng mộ Jin và Isaji đọc vị nhau ở đẳng cấp, cảm thấy rất vui vì đã có thể chơi bóng với những con quái vật, nhưng sau đó lại cảm thấy cô độc. Khi mà trong thế giới của hai người họ lại không có mình, bóng lại ra ngoài, đội đỏ được ném biên, nhưng cứ tiếp tục chạy với tốc độ đó là quá sức. Ngoài ra tất cả những người ở đây đều bị bào mòn thể lực. Lúc đó đường truyền hay chuyển động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người nắm bắt được sự biến đổi này sẽ làm chủ được lượt trận cuối, trận đấu lại tiếp tục đội đỏ luân chuyển bóng trước khi chi tạo áp lực Isaji không kịp phán đoán sau đó chợt nhận ra người phản ứng với đường chuyển của jin và liên tục di chuyển lại chính là Tokimitsu, mitsu bazo và chi đã kịp thời cản bóng nhưng đã gây ra lỗi tắt bóng từ phía sau và sọc bóng ác ý bazo và chi đều bị phạt thẻ vàng sau đó là một quả đá phạt với khoảng cách khá nguy hiểm Isaji phân vân không biết jin sẽ sút thẳng hay là chuyền bóng cuối cùng Jin đã tung cú sút phạt tốc độ cao vào trọng tâm ngay phía trên đầu bóng đã vào lưới tỷ số hiện tại là 4-3. ba chi ra nhìn thấy Jin và isa đều theo đuổi cái tôi chơi bóng để tự mình ghi bàn sau đó không biết mình chơi bóng vì tìm kiếm quái vật hay vì muốn có bạn chỉ cần một quả bóng nữa là trận đấu sẽ kết thúc với quả đá phạt khi nãy isa hầu như không thể cản phá isa vô cùng tức giận vì vẫn không thu hẹp được khoảng cách cậu lại nhận ra do mình làm tường nên Jin mới dám sút lên phía trên đầu, nếu ba làm tường thì Jin sẽ ghi bàn bằng cú khác, những mảnh ghép lại bắt đầu vỡ ra, Isaji đã tìm ra phương trình mới để thắng Jin, tiếng còi lại vang lên. Trận đấu tiếp tục, Bazo bất ngờ khi thấy Isaji theo sát và liên kết với chuyển động của mình, Bazo vượt lên nhưng Tokimitsu vẫn bám sát, Isaji băng qua đường biên vượt lên, đã bị ba chi ra bọc lót. Nagi đề nghị vượt qua băng truyền nảy tường, Isaji đều không thực hiện vì điều đã bị nhìn thấu. Nhưng sự tập trung dày đặc là thứ cậu đang nhắm đến, tất cả đang chú ý đến đường truyền của mình. Chi Zizi nhanh chóng chạy đến không gian trống. Dùng hết tốc lực tiến lên, bóng đã lăn đến lãnh địa tuyệt đối của cú sút trực tiếp, nhưng Jin đã bắt kịp. Đủ để chặn cú sút, nhưng đó lại là cú lửa của Isaji. Khoảnh khắc này sinh ra vì Jin đọc vị và đuổi kịp cậu, sau đó cậu đã thực hiện cú sút. Không trực diện đánh gót, bóng đã vào khung thành, tỷ số hiện tại là 4 đều, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bình thường khi băng đến gần gôn là có cơ hội ghi bàn, nhưng Jin sẽ đọc vị được toàn bộ điều đó, góc chết trong khoảnh khắc đó, chính là tương lai sân bóng mà Isaji muốn có. Bàn thắng đó là phương trình để đối đầu với Jin, thế là bàn thắng và năng lực của cả hai đã ngang nhau, ba ra vẫn đang suy nghĩ, tìm cách đuổi kịp Isaji và Jin. Cậu đến lưu lốc là để tìm những người bạn, có thể chơi bóng cùng mình, trận cuối cùng này Jin sẽ vẽ lên bàn thắng cho mình, trận cuối bắt đầu, Bazo vẫn đang kèm chặt Tokimitsu. Chizizi cũng đã xông tới gây áp lực để đối phó với lối chơi đột phá từ giữa sân của Jin và Tokimitsu. Lúc đó cậu ta sẽ trả bóng cho Jin. Và đây là cơ hội để Isaji cắt bóng, nhưng đã bị mất bóng. Naji và Aji cùng cướp bóng trên không, sau đó đã chuyển bóng cho Ba ra Cậu đang phân vân nên chuyển bóng, hay là dê bóng băng qua. Trong lúc đó cậu đã bị cướp bóng từ Chizizi vì sự phân tâm. Naji cho rằng Ba ra muốn thua, và tin rằng mình sẽ là người được chọn nhưng thật ra nếu thắng sẽ chọn Jin, và có lẽ Isaji cũng nghĩ vậy, cậu bắt đầu lo sợ, sẽ không thể chơi bóng cùng với Isaji hoặc Jin. Sau đó Bazo đã chuyển bóng lại cho Isaji, nhưng sau đó Isaji lại chuyển bóng cho Bazo, cho rằng trước giờ luôn cướp bóng lẫn nhau mới qua mặt được dự đoán của Jin. Và sự nhạy bén của Tokimitsu bằng đường chuyển liên kết, một lần nữa phản phối hợp chuyển bậc tường đột phá, tất cả đều mong chờ vì đây là lực tấn công cuối. Cậu nhớ về lúc nhỏ, mẹ cậu cho rằng cậu phải tin tưởng vào giọng nói của riêng mình sau đó cậu bắt đầu phản công gây áp lực jin sẽ nắm lấy cơ hội này và lao đến isaji phải nhanh hơn một nhịp lấy bóng chuyển cho chi zizi ở cánh phải chi zizi đã nhanh chóng sút bóng về phía khung thành nazi đã đón được bóng và chuyển bằng ngược cho isaji cậu đã tìm được điểm sút bóng tuy hẹp nhưng vẫn sẽ ghi được bàn rồi tung cú sút nhưng không ngờ jin đã dùng đầu đỡ được bóng văng ra ba chi ra nhận được bóng quyết đi theo giọng nói của mình đã đuổi quái vật ra khỏi suy nghĩ của mình isachi đã nhanh chóng chặn phía trước tuy quái vật đã chơi bóng đá cùng cậu nhưng nó đã khóa chặt tưởng tượng của cậu khi gặp isaji ở lưu cậu ấy đã trở thành con quái vật thực thụ việc chơi phản ứng với isaji đã trở thành lý do tồn tại và bây giờ cậu phải giải lời nguyền để có thể tiến về phía trước toki mitsu đề nghị truyền bóng cho mình nhưng ba chi ra quyết định tự ghi bàn dùng dê bóng sâu kim miễn cưỡng đây cũng là lần đầu tiên isaji thấy biểu cảm tức giận của ba chi ra Chi Gi chặn đầu bóng, A di chạy song song. Ba Chi Ra đã vượt qua Chi Gi bằng ban na đôi. Ba Jo đã đuổi kịp, nhưng cậu vẫn vượt qua được nhờ kỹ năng sâu kim ba lần liên tiếp. Mọi người đều lo sợ nếu cứ như thế, đội sẽ bị thua. Hiện tại Ba Chi Ra là người không ai đọc vị được. Đột nhiên Jin di chuyển đến nơi mà Ba Chi Ra dễ chuyển bóng nhất. Ba Chi Ra vẫn một mình tiến lên. Mảnh ghép của Isa lại được bung ra, cho rằng Ba Chi Ra là mảnh ghép cuối cùng. Ba Chi Ra dù bị cười nhạo là kỳ quặc, hay là đơn độc không có người bạn nhưng cậu vẫn chiến đấu nhiệt huyết ba chi ra đã dẫn bóng vượt qua hết mọi người tiến về phía khung thành ba chi ra lấy lại thứ bóng đá cô độc của mình giải phóng bản thân mình bằng cú sút nhưng thật bất ngờ isaji đã lao tới chặn được bóng 8 giây trước jin đã chọn vị trí đẹp nếu là na chi ra lúc trước chắc chắn sẽ tung đường truyền đẹp cho jin nhưng hiện tại đã khác ba chi ra là người không ai đọc vị được đang một mình vượt qua tất cả isaji đã cản được bóng của ba chi ra vào lúc này hành động của isaji đã vượt qua jin bóng văng lên cao nếu vị trí chân phải của Isaji chặn cú sút từ ba chi ra lệch thêm chỉ 1 cm thì mọi chuyện cũng sẽ khác đi, nhưng trái bóng lại ngẫu nhiên rơi chúng vào vị trí của Jin, bằng cú sút của mình bóng đã vào lưới, mang lại chiến thắng cho đội đỏ. Tiếng còi vang lên trận đấu kết thúc trước sự tức giận của Isaji. Ba chi ra tự hào mình đã tự chiến thắng, Aji và Tokimitsu Mitsu cho rằng vẫn là mình lại lựa chọn người vào đội, ba chi ra cũng muốn lựa chọn, nhưng tất cả đều im lặng vì Jin đã lên tiếng. Cậu cho rằng hành động lúc nãy mình không thể dự đoán đã nến chảy cảm giác thất bại lần đầu tiên khi đến lưu lốc, nên đã lựa chọn Isaji. Đã làm Isaji hơi bất ngờ vì cậu vẫn chưa thắng được Jin. Trước khi qua màn Isaji đã xin lỗi những người trong đội của mình, cảm thấy rất tiếc chỉ một bước nữa là có thể thắng tốt ba, nhưng tất cả đều tức giận đuổi cậu đi vì nhân vật chính của đội là Isaji. Naji quyết khi gặp lại sẽ nghiền nát cậu. Thế là Jin, Aji, Tokimitsu, bachiza và Isaji bước vào màn năm còn bazo Naji và Chiji roi lùi lại màn ba. Jin cho rằng may mắn là thứ mình đã chiến thắng Isaji, vì may mắn không là thứ ngẫu nhiên, là một cơ chế trên sân bóng, bỗng xuất hiện tiếng của Ego. Chúc mừng mọi người đã vượt qua vòng 2, rồi cùng bàn luận với mọi người về sự may mắn, Ego đã đưa ra những câu chuyện để lý giải cho sự may mắn. Như trong sân bóng từ không sinh ra một, nâng cao tính tái hiện, sở hữu phương trình vũ khí của bản thân, bài luyện tập nâng cao xác suất tất nhiên của bàn thắng. Khi kẻ địch và đồng minh của tất nhiên va chạm vào nhau, thì ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, trở thành tâm chấn của vận may, cũng giống như trận đấu lúc nãy, ba chia ra đã vượt qua mọi người. Bằng kỹ thuật dê bóng, khi chuẩn bị tung cú sút, những người khác đã giảm tốc độ và dừng chân lại, ngoài Isaji tiếp tục chạy, vì đoán được sự tăng lên của cậu ta. Còn có Jin đã tăng tốc tới chỗ của Isaji, đoán rằng mình sẽ không được truyền, Jin đã nắm bắt chuyển động, lao vào trận bóng của Isaji đặt cược vào sự xuất hiện của cái ngẫu nhiên rằng bóng sẽ bị dội và vẫn tiếp tục chạy nếu lúc đó jin cũng giảm tốc độ giống như những người xung quanh bóng cũng sẽ bay về chỗ đó nhưng dù lấy được bóng thì trước khi sút hàng phòng ngự của đối thủ đã áp sát trong một nhịp đối với tiền đạo thì đó là nơi trượt vậy nên jin đã tăng tốc tới vị trí có thể ghi bàn bằng một động tác là người duy nhất có được may mắn thế là mọi người cũng đã hiểu quả bóng cũng có thể rơi vào chân đội bạn và thắng thua sẽ đảo ngược đây đúng là một trận cầu nảy lửa đúng thật trận cuối dựa vào may mắn nhưng nếu chỉ biết im lặng đứng nhìn sẽ bỏ lỡ cơ hội phải củng cố cái tôi nắm rõ nơi cơ hội đó rơi xuống chờ đợi để bắt lấy nó bất cứ lúc nào vận may sẽ đến với những ai nghiêm túc chiến đấu nhưng Jin cho rằng mình có thể lựa chọn không sút quả bóng đó đã làm Isaji vô cùng ngạc nhiên vì Jin cho rằng đó không phải là cơ hội do mình điều khiển và tạo ra, mà là sự ngẫu nhiên do Isaji tạo ra, đã xoay đến chỗ Jin, đó là bàn thắng để Jin chấp nhận. Mình thắng là do may mắn, Isaji hiểu ra sự cách biệt giữa mình và Jin là ở tinh thần chấp nhận vận may, số mệnh thắng thua, chấp nhận mình đã thua và được chọn. Sau đó bổ sung mảnh ghép may mắn vào trong lối tư duy, nâng cấp thưởng thức của bộ não, tạo ra một bản thân mới. Có thể thắng được Jin, tiếp theo mọi người bước vào vòng tuyển chọn 3 là một buổi tập huấn tăng cường với các cầu thủ hàng đầu thế giới. Trận đầu tiên sẽ bắt đầu sau 24 giờ. Đối thủ của họ gồm có quý công tử Luna, thuộc câu lạc bộ nổi danh Tây Ban Nha; Adam, vua phá lưới ngoại hạng Anh; Cabasso, cao thủ sút phạt hàng đầu thế giới; Dada, chiến xa hạng nặng đói khát, xuất thân từ khu ổ chuột. Mọi người vừa phấn khích vừa sợ. Còn một người mà mọi người không biết, đó là Julian, là ngôi sao mới đang thể hiện mình ở giải quốc gia Pháp. Chỉ mới 17 tuổi, Jean đang một mình ở phòng tập thể chất. Bỗng bất ngờ khi thấy Isaji đang ở kế bên, cả hai cùng trò chuyện và nhắc đến anh của Jin. Tối đến Isaji không ngủ được, đến phòng luyện tập. Ba Chi cũng đã đến, cùng nhau luyện tập để nuốt chừng các cầu thủ hàng đầu thế giới. Thế là cuộc tuyển chọn lần ba, trận đấu cạnh tranh đã đến. Khi vừa nhìn thấy đội của Jin, bọn họ đã khinh thường và cười nhạo. Sau đó tất cả đều ngạc nhiên vì Jin nói được tiếng Anh và đang giao tiếp với họ. Sau một hồi đã có thông báo luật chơi, đội ghi 5 bàn trước sẽ thắng. Trận đấu bắt đầu, Ba Chi dẫn bóng, đã lừa được Kabasso. Nhất quyết không chuyển bóng cho Isaji, dẫn bóng bằng kiểu dê mang đậm cái tôi, thế nên Isaji sẽ cố thích ứng với Ba ra, liên kết sát với bên ngoài hình dung. Thì bỗng nhiên Julian xuất hiện phía trước, Isaji đành di chuyển ra phía sau cậu ta, Ba ra bỗng chuyển bóng, với đường chuyển dài tốc độ cao. Đó là đường chuyển cho Jin, cả hai đã được truyền cảm hứng, từ sự di chuyển của Isaji, cuối cùng đã nhanh chóng phối hợp ghi bàn, đã làm thay đổi suy nghĩ của những cầu thủ hàng đầu thế giới.